Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Chương 86 KK, đánh hắn. Sắc mặt Diệp Huyên không có chút cảm xúc, xã hội chính là như vậy, rất nhiều người luôn thích thể hiện sự hơn người của mình bằng cách giẫm lên người khác. Không cho các người nói KK của ta như thế. Đúng lúc này, Diệp Liên đột nhiên tức giận nhìn đám người xung quanh, KK của ta cũng không đắc tội với các người dựa vào cái gì mà nói huynh ấy. Một thanh niên bên dưới cười hì hì, lão tử cứ muốn nói ca ca của ngươi đấy, một kẻ vô dụng học viện thương mộc không cần, sao hả, ngươi cắn ta được à, ha ha. Diệp Liên tức đến đỏ cả mặt, cô bé tức giận chỉ vào chàng thanh niên ca ca, đánh hắn. Diệp Huyên đi xuống từ trên xe ngựa, một giây sau, chàng thanh niên vừa nói chuyện khi nãy đã bay thẳng ra ngoài khoảng 5-6 trượng, mãi đến khi va vào vách tường mới dừng lại. Chàng thanh niên nằm dưới đất không ngừng kêu rên. Máu tươi chảy ra từ khóe miệng, xương sườn trước ngực đã gãy hết. Thấy cảnh này, mọi người xung quanh đều ngơ ngác. Diệp Huyên này ngang nhiên đánh người. Mạc Vân Khởi ở bên kia thấy thế thì lắc đầu, hắn ta xem như hiểu rồi, có thể đắc tội Diệp Huyên này, nhưng tuyệt đối không thể đắc tội muội muội của hắn, nếu không, hắn sẽ khiến ngươi thấy hối hận vì đã đến thế giới này. Không ngờ hắn lại đánh người ở ngoài đường, quá ngông cuồng. Trong mắt hắn có còn chút vương pháp nào không vậy? Mọi người chỉ trỏ vào Diệp Huyên, nhưng không ai dám ra tay hết. Diệp Huyên nhìn mọi người xung quanh, đột nhiên quát to câm miệng cho ông. Xung quanh thoáng chốc yên tĩnh lại. Diệp Huyên đảo mắt nhìn mọi người xung quanh, bớt nói nhảm lại, không thích ta thì đến đây đánh ta đi. Đến đi. Ông đến. Lúc này, một thiếu niên xông ra từ trong đám người, nhưng cậu ta vừa đi tới trước mặt Diệp Huyên đã bị Diệp Huyên đấm bay ra ngoài, ngã xuống đất rồi bò dậy. Diệp Huyên nhìn xung quanh, còn ai không? Bốn phía yên tĩnh không một tiếng động. Rất nhiều người luôn như thế, bắt nạt kẻ yếu. Chà chà, chó của học viện Thương Lan dám kiêu ngạo ở đế đô như thế từ bao giờ vậy? Lúc này, một giọng nói vang lên từ bên cạnh, một lát au, ba nam tử mặc trường bào trắng đen đi tới từ xa. Là học viên của học viện Thương Mộc. Có người ngạc nhiên thốt lên. Xung quanh lập tức xôn xao. Những người im lặng kia lại bắt đầu ầm ĩ. Rõ ràng sự xuất hiện của học viện Thương Mộc đã đem lại can đảm cho bọn họ. Nhìn thấy học viên của học viện Thương Mộc, Mạc Vân Khởi hít đôi mắt sâu thẳm, vẻ mặt bạch trạch cũng trở nên lạnh lẽo. Hai người không hẹn mà cùng nhảy xuống xe ngựa, đứng bên cạnh Diệp Huyên. Học viện Thương Mộc và học viện Thương Lan có thể nói là kẻ thù không đội trời chung thật sự, lòng thù địch giữa hai bên là trời sinh. Lúc trước, chỉ cần học viên của hai bên gặp nhau chắc chắn sẽ xảy ra chuyện không hay. Nhưng sau này học viện Thương Lan ngày càng sa sút, sau đó nữa, trên cơ bản học viên của học viện Thương Lan đều sẽ tránh né học viên của học viện Thương Mộc. Ba học viên của học viện Thương Mộc đi tới trước mặt Diệp Huyên, tên dẫn đầu quan sát Diệp Huyên một lúc, châm chọc, hóa ra ngươi chính là tên vô dụng học viện ta không cần, khí biến cảnh. Chậc chậc, học viện Thương Lan đúng là ngày càng đi lùi. Ngay cả thứ như ngươi. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên đá một cước lên ngực nam tử nói chuyện. Bịch! Trong ánh nhìn của mọi người, nam tử kia bay thẳng ra ngoài, khiến gã phun ra máu trong không trung. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Mạc Vân Khởi và Bạch Trạch cũng ngây người, vì bọn họ cũng không ngờ Diệp Huyên sẽ ra tay. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Sau khi đá bay nam tử nói chuyện kia, Diệp Huyên lại vung chân đá hai bên trái phải. Hai học viên còn lại không kịp đề phòng cũng bị đá bay ra ngoài. Diệp Huyên vẫn không dừng tay, hắn chạy tới trước mặt ba người, mò lấy túi tiền bên hông bọn họ, sau đó đi nhanh đến bên cạnh Mạc Vân Khởi và Bạch Trạch, chạy. Mạc Vân Khởi và Bạch Trạch đang chuẩn bị đánh một trận lập tức ngây người, bọn họ tưởng mình nghe lầm. Mà Diệp Huyên và Diệp Liên đã trở về xe ngựa, sau đó lái xe bỏ đi. Đánh người, cướp đồ rồi chạy. Mọi người, chương 87 ta đã cho hắn cơ hội. Những người có mặt đều ngây ra như bị sét đánh ngang tai. Đánh người xong bỏ chạy. Nhưng Bạch Trạch và Mạc Vân Khởi nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhấc chân đuổi theo. Số còn lại nhìn sang những học viên của học viện Thương Mộc, thấy được ba gương mặt vặn vẹo lại vì phẫn nộ. Học viện Thương Mộc nhiều năm qua có khi nào phải chịu nhục nhã như vậy? Hết bị đánh rồi bị cướp. Đã vậy thủ phạm lại còn đến từ học viện Thương Lan. Chỉ có thể nói là nhục nhã vô cùng. Đuổi theo cho ta. Tên học viên cầm đầu guồng chân đuổi theo với một tiếng gầm phẫn nộ, hai tên còn lại cũng theo sau.
Chuyện vừa rồi không khác gì một sự sỉ nhục với ba tên này, nếu không nhanh chóng rửa hận thì chúng sẽ trở thành trò cười cho toàn bộ học viện Thương Mộc, ngoài ra còn khiến học viện mất hết mặt mũi. Suốt bao nhiêu năm qua chỉ có Thương Mộc chèn ép Thương Lan, nào có chuyện ngược lại bao giờ. Nỗi nhục này chỉ có thể dùng máu để trả. Sát ý bừng lên trong ba cặp mắt. Vì phải mang theo rất nhiều đồ vật nên tốc độ của nhóm Diệp Huyên bị giảm lại, không lâu sau đã bị ba học viên Thương Mộc bắt kịp. Diệp Huyên nhảy xuống khỏi xe ngựa, xoay người đối mặt với chúng. Càng lúc càng tiếp cận mục tiêu, tên đi đầu gằn giọng, thứ tạp chủng như ngươi mà dám. Không đợi gã nói hết câu, Diệp Huyên bỗng biến mất như một bóng ma và xuất hiện lại với một cú quét chân như gió táp vào mặt gã. Gã thanh niên biến sắc, luống cuống đưa tay trái lên đỡ. Bốp, rắc, tiếng xương gãy gọn giòn tan vang lên, gã thanh niên bị đá thẳng vào bức tường cách đó mấy thước. Rầm, chấn động từ va chạm khiến nó run rẩy dữ dội trước khi đổ ập xuống, nếu gã thanh niên không nhanh nhẹn lăn người đi thì đã bị chôn vùi dưới gạch vụn. Gã vừa dừng lại thì đã bị một bàn chân giẫm lên bụng. Đối diện ánh mắt lạnh lẽo của Diệp Huyên, gã thanh niên nhe răng nhếch mép, ngươi có giỏi thì giết ta đi, bằng không ông đây sẽ giết hết cả nhà ngươi. Ngươi, bàn chân Diệp Huyên nhấn xuống cổ gã không chút nể nang. Rốp, gã thanh niên im bặt, máu trào ra từ khóe miệng, đôi mắt vẫn trợn trừng với vẻ khó tin vào giây phút cái chết ập đến. Thấy gã bỏ mạng dưới chân Diệp Huyên, hai tên học viên còn lại từ Thương Mộc bắt đầu hoảng loạn. Sở dĩ bọn chúng dám bất chấp đuổi theo là vì cậy vào sức mạnh. Trong suy nghĩ của chúng, học viên từ Thương Lan có thế nào đi nữa cũng tuyệt đối không dám ra tay với học viên Thương Mộc. Nhưng sự thật chứng minh chúng sai rồi. Cả hai chậm rãi lui lại, mọi suy tư về sỉ nhục và báo thù gì đó đã biến mất, chỉ còn lại khát vọng được sống. Nét mặt Mạc Vân Khởi và Bạch Trạch cũng trở nên nghiêm trọng. Mọi chuyện đã từ ẩu đả vặt vãnh trở thành phiền toái lớn rồi. Đi. Diệp Huyên giết gã thanh niên xong thì trở lại, phóng lên lưng ngựa, ôm chặt lấy Diệp Liên, dẫn chiếc xe lăn bánh. Bạch Trạch và Mạc Vân Khởi vội vã đi theo. Nửa khắc sau, một nhóm người mặc trường bào hai màu đen trắng xuất hiện tại nơi nhóm Diệp Huyên đã đi qua. Khi nhìn thấy thi thể gã thanh niên cách đó không xa, sắc mặt ai nấy đều trở nên hung ác. Thủ lĩnh nhóm người này là một người thanh niên vác theo một cây thương dài đen tuyền, mày kiếm mắt sao, thân hình rong ròng cao, dáng vẻ tuấn tú lịch thiệp, chính là một trong ba thiên tài của ngoại viện học viện Thương Mộc, Tả Lập. Tả Lập học trưởng. Một học viên đứng bên trái nói qua kẽ răng nghiến chặt, bọn học viên Thương Lan thật sự là ăn gan hùm mật gấu rồi mới dám giết hại học viên Thương Mộc chúng ta giữa ban ngày ban mặt. Học trưởng, ta xin được từ chiến. Không giết hết bọn chúng. Ta tình nguyện tự vẫn trước cổng học viện. Hắn ta toàn xông ra nhưng đã bị ngọn thương chặn lại. Những học viên khác rối rít nhìn sang, chỉ thấy Tả Lập dõi mắt về cuối con đường, nợ máu phải trả bằng máu. Hôm nay sẽ là ngày tàn của học viện Thương Lan. Hắn ta lao đi như một cơn gió, hơn 20 học viên Thương Mộc khác lập tức nối gót. Nhóm Diệp Huyên vẫn đang chạy như điên trên con đường vắng vẻ. Mạc Vân Khởi không khỏi nhìn sang, có phải hơi xúc động quá rồi không? Ta đã cho hắn cơ hội sống. Câu trả lời này khiến hắn ta im lặng. Diệp Huyên tiếp lời, nếu không giết, hắn sẽ bám theo chúng ta không buông, một khi có cơ hội tuyệt đối sẽ không nương tay với chúng ta, đúng không? Bạch Trạch gật đầu, ừ, đáng chết. Mạc Vân Khởi cười khổ, đúng là đáng chết, nhưng giết hắn rồi thì chúng ta làm gì bây giờ? Bên Thương Mộc chắc chắn sẽ không bỏ qua. Diệp Huyên nhìn hắn ta, bọn lâu la thì ta đánh, bọn to hơn thì để lão kỷ. Lỡ đánh không lại thì sao, Mạc Vân Khởi lại hỏi. Diệp Huyên nhún vai, không lại thì không lại thôi chứ làm gì bây giờ. Mạc Vân Khởi còn định nói gì nữa thì Bạch Trạch đã lên tiếng ngắt ngang, ngươi đừng bàn lui nữa được không? Mạc Vân Khởi. Bỗng nhiên. Ba người đồng loạt quay đầu khi cảm nhận được có một đội ngũ đang truy đuổi họ từ trăm thước. Học viên Thương Mộc, chương 88 đánh hội đồng. Diệp Huyên vẫn giữ nét mặt rừng rưng, đưa mắt nhìn Mạc Vân Khởi, giúp ta một chuyện, đưa em ta về học viện Thương Lan. Cái quắc mắt của hắn khiến Diệp Liên phải nuốt những lời đã đến bên môi vào lại, ngoan ngoãn giữ im lặng. Mạc Vân Khởi lại ngoái nhìn phía sau rồi đưa tay giữ lấy Diệp Liên. Hai cơn lốc xoáy xuất hiện dưới chân. Hắn ta và cô bé đã xuất hiện ở khoảng cách hơn chục thước về phía trước. Diệp Huyên lại nhìn Bạch Trạch, ngươi cũng đi đi. Bạch Trạch lắc đầu.
Diệp Huyên nhếch mép cười, việc này là do ta gây nên. Bạch Trạch vẫn lắc đầu, bọn chúng đang nhằm vào học viện Thương Lan, không có ngươi cũng sẽ nhằm vào ta và Mạc Vân Khởi. Diệp Huyên nghe vậy thì cười cười rồi không khuyên nhủ thêm nữa. Hắn nhảy khỏi xe ngựa, Bạch Trạch theo sát, chậm rãi đi về phía nhóm học viên Thương Mộc. Bọn chúng càng đến gần, sắc mặt Diệp Huyên càng trở nên dữ tợn. Đánh nhau ư? Đời này hắn không ngán nhất chính là đánh nhau. Cảnh giới và thực lực của hắn đều được mài giũa ra từ những trận đánh chứ không phải tu luyện. Đặc biệt là khi vừa trở thành thế tử nhà họ Diệp, hầu như ngày nào hắn cũng lăn lộn trong những trận ẩu đả đầu đường cuối hẻm. Đánh nhau đối với hắn quen thuộc không khác gì ba bữa cơm trong ngày vậy. Tả Lập nhấc thương lên, nói với nhóm người tụ tập sau lưng, một mình ta là đủ. Chân phải hắn ta giẫm xuống, mặt đất bùng nổ, một dòng khí dâng lên, nâng Tả Lập lao về phía Diệp Huyên và Bạch Trạch như một tia sét. Ngự khí cảnh. Vào khoảnh khắc Diệp Huyên khựng lại, mũi thương đã lao đến trước mặt. Hắn ngả mình về sau như cành liễu rủ, tránh đi mũi nhọn, chân phải đồng thời tung ra một cú đá. Quỳnh. Ngọn thương chấn động trong tay Tả Lập, cả người lảo đảo về sau mấy thước. Khi hắn ta vừa ổn định, Diệp Huyên đã vồ tới như một con hổ dữ. Tả Lập nheo mắt, quét ngang ngọn thương trong tay, hoành tảo thiên quân. Xoẹt. Âm thanh của không khí bị xé rách vang lên. Khóe miệng Diệp Huyên nhấc lên thành một nụ cười dữ tợn. Hắn nắm tay phải lại, không tránh không né, tung một đấm về trước. Quyền băng. Có thêm chiến ý, sức mạnh của chiêu này đã hoàn toàn vượt qua giới hạn của võ kỹ cấp thấp. Đấm chạm thương trong một tiếng nổ dữ dội. Tả Lập bị hất ngược về sau. Hai chân hắn ta ghìm xuống đất, cày ra hai đường rãnh sâu hoắm. Giây phút hắn ta vừa ổn định thân hình cũng là lúc Diệp Huyên nhào đến, nắm đấm sẵn sàng tung ra. Vẫn là quyền băng, vẫn là một cú đấm vừa trực tiếp vừa bạo lực mà không cần bất kỳ kỹ xảo nào. Dùng sức mạnh chế ngự hết thảy. Đồng tử Tả Lập rụt lại, không dám khinh thường một chiêu này nữa sau khi đã nhận ra được sức mạnh của nó. Ngọn thương trong tay hắn ta nhận lấy luồng khí cuồn cuộn không ngừng truyền đến từ cơ thể rồi đâm thẳng về trước, mũi thương lóe ánh sáng lạnh lẽo. Tiếng xé gió vang lên. Trong mắt những người khác, thương và nắm đấm lại gặp nhau bằng phương pháp bạo lực nhất. Duỳnh. Hai bên vừa tiếp xúc đã bị đẩy về sau. Trong khi Tả Lập vẫn còn loạng choạng, Diệp Huyên đã nhanh chóng lấy lại thăng bằng rồi nhào lên. Lần này, Tả Lập không còn thời gian để ứng phó nữa, ăn trọn một đấm vào ngực trái. Phụt. Hắn ta ọc ra một ngụm máu tươi, thân thể gập lại, bay vút ra ngoài. Diệp Huyên còn đang định đuổi theo thì nhóm học viên vốn đứng sau Tả Lập đã xông lên. Một tia tàn nhẫn xuất hiện trong mắt Bạch Trạch, y thả mình vọt vào nhóm người, đi đến đâu cũng để lại những dấu chân hằn sâu trong mặt đất. Diệp Huyên cũng không nhiều lời, trực tiếp nghênh chiến. Một đấu một hắn không sợ, một đấu mười hắn cũng không sợ. Chờ ta đây với. Một giọng nói reo lên từ phía sau, không ai khác ngoài Mạc Vân Khởi đang lao đến như một làn gió, chỉ trong chớp mắt đã đứng bên Diệp Huyên và Bạch Trạch. Hắn ta nhìn hơn 20 người đang hùng hổ lao đến, nhe răng cười, giết được không? Diệp Huyên lạnh nhạt đáp, ngươi nghĩ bọn chúng có dám giết chúng ta không? Ha ha! Mạc Vân Khởi cười to, sao ta lại hỏi câu ngu như vậy nhỉ? Giết chúng nó, cho chúng nó biết học viện Thương Lan của ông đây không phải dễ bắt nạt. Lời vừa dứt, hai bàn tay hắn ta chập lại, khi tách rời cũng phóng ra hai luồng sáng. Phi đao! Xa xa, hai tên học viên Thương Mộc đầu lìa khỏi cổ. Một khắc sau đó, Mạc Vân Khởi bị một tên học viên khác đánh ngã, tên học viên ấy lại bị Diệp Huyên đấm vỡ đầu, lại một tên học viên khác va phải Diệp Huyên. Những tiếng kêu la thảm thiết cùng tiếng xương gãy răng rắc vang lên khắp nơi. Chương 89 khai chiến. Một trận hỗn chiến kịch liệt đang diễn ra trong viện. Ba người Diệp Huyên tuy mạnh nhưng lại bị áp đảo về mặt số lượng, hơn nữa người có thể gia nhập học viện Thương Mộc cũng không phải hạng tép siêu gì, vì vậy họ cũng chẳng chiếm được thắng lợi quá lớn. Ngược lại, bên Thương Mộc đã không thắng được gì mà còn có thể nói là thảm thiết khi đã có khoảng 6, 7 học viên bỏ mạng. Búp. Diệp Huyên đấm bay một tên học viên Thương Lan, đang định thừa thắng xông lên thì một ngọn thương đã vụt tới cản lại. Chính là Tả Lập. Hắn dừng bước, không né không tránh, hiên ngang ăn trọn một thương vào ngực. Phập. Chứng kiến hắn bị đẩy bật về sau, Tả Lập biến sắc.
Hắn ta hoàn toàn không lường đến việc Diệp Huyên sẵn sàng dùng thân mình nhận hết một chiêu này, mà việc gì đã không nằm trong dự đoán ắt sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Đúng như vậy, Diệp Huyên chộp lấy thân thương, nương theo nó mà lấn tới, đầu gối cong lại thúc thẳng vào bụng Tả Lập. Ầm. Lần này Tả Lập là người bị ném ra xa cả chục thước, khi rơi xuống còn ọc ra một mồm đầy máu tươi. Lục phủ ngũ tạng hắn ta đã dập nát sau chiêu vừa rồi của Diệp Huyên. Thấy Diệp Huyên đi đến, hắn ta ngẩng đầu nhìn lên với đôi mắt hung tợn, ta đã xem thường ngươi. Nhưng sau hôm nay, sau khi người của bọn ta bỏ mạng, học viện sẽ không đánh giá thấp các ngươi nữa. Đi. Tiếng gầm của hắn ta khiến các học viên Thương Lan khác cuống quýt dừng tay. Khi thấy tình trạng của Tả Lập, bọn chúng không những không chạy mà còn đồng loạt lao về phía Diệp Huyên, bị hắn lạnh lùng chừng cho một cái mới chịu dừng bước, nhưng là vì sợ hắn giết Tả Lập chứ không phải e ngại hắn. Bạch Trạch và Mạc Vân Khởi cũng tập tễnh đi đến bên Diệp Huyên với thương tích đầy mình. Máu không ngừng rỉ ra từ khóe miệng Mạc Vân Khởi, trên người Bạch Trạch cũng xuất hiện vô số vết nứt. Thực lực của nhóm học viên thương mục này thấp nhất cũng đã là ngự khí cảnh, sức mạnh cụ thể lại không chỉ ở một đẳng cấp, ba người họ đánh với 20 người mà vẫn còn sống đã có thể xem như vô cùng ghê gớm. Tả Lập gian nan đứng dậy, quay lại thét lên với nhóm học viên thương mục đi mau. Hắn ta không phải kẻ ngốc. Sau đợt giao chiến vừa rồi, hắn ta biết phe mình đã mắc sai lầm chí mạng trong việc đánh giá thực lực ba người này. Cứ tiếp tục đánh cũng chỉ là hy sinh oan uổng mà thôi. Nhưng cho dù vậy, không một học viên thương mộc nào chạy trốn. Diệp Huyên dừng dưng xoay người rời đi. Bạch Trạch và Mạc Vân Khởi cũng chỉ liếc thân thể tả tơi của Tả Lập một cái rồi đi theo. Tả Lập bỗng nhiên cười to, sao? Muốn làm nhục ta ư? Ha ha! Học viên của thương mộc thà chết cũng không để Thương Lan làm nhục. Trước mắt tất cả những người có mặt, bàn tay hắn ta siết lại thành đấm, nện thẳng vào cổ họng mình. Rắc! Tiếng xương vỡ vang lên, thân hình Tả Lập cứng đờ tại chỗ. Tả Lập học trưởng. Học viên thương mộc vọt đến bên thi thể Tả Lập, nước mắt rơi xuống như mưa. Cách đó không xa, Mạc Vân Khởi lau khóe miệng rướm máu, mẹ nó, rốt cuộc là ai chèn ép ai mà cứ làm như chúng ta mới là người xấu vậy. Bạch Trạch im lặng vỗ vỗ khắp người mình, những vết nứt trên thân thể nhanh chóng lành lại. Y nhìn Diệp Huyên, cơ thể ngươi trâu thật. Trong lúc chiến đấu, y đã nhận ra thân xác Diệp Huyên cũng không kém bản thân y chút nào. Diệp Huyên nhẹ giọng đáp, ngươi cũng lợi hại lắm. Đây là một lời khen chân thành chứ không phải nói suông. Bàn về thân xác trong thế hệ trẻ hiện nay, cho đến giờ chỉ có Bạch Trạch là không phân cao thấp với hắn. Đúng lúc ấy, một người đàn ông trung niên bất thình lình xuất hiện trước mặt ba người Diệp Huyên. Ông ta khoác trường bào thêu tơ vàng, trên ngực trái là ký hiệu học viện Thương Mộc. Diệp Huyên lập tức nhận ra người này là Lê Tu, phó viện trưởng Thương Mộc. Lớn chuyện rồi. Nhưng cũng dễ hiểu thôi, chết người mà không lớn chuyện mới lạ. Lê Tu nhìn chòng chọc vào Diệp Huyên, giết người rồi định bỏ chạy ư. Diệp Huyên cười khinh miệt, giết người thì sao? Chẳng lẽ chỉ có học viên thương mộc được phép giết người, học viên thương lan thì không? Hay là thương mộc hết người rồi nên đường đường phó viện trưởng phải ra tay báo thù? Lê Tu cười nhạt, muốn khích tướng ta. Yên tâm, ta sẽ không ỷ lớn hiếp nhỏ. Nói xong, ông ta nhìn về một mỏm đá xa xa, nơi có một lão già đang nằm vắt vẻo. Người ấy không ai khác chính là lão Kỷ. Khóe miệng Lê Tu cong lên, lão Kỷ, từ giờ phút này trở đi. Học viện Thương Mộc ta tuyên bố khai chiến cùng học viện Thương Lan. Lão Kỳ bỗng đứng dậy, nhổ một cọng cỏ dại rồi phất tay ném nó đi. Lê Tu biến sắc, hai tay ông ta nhanh chóng chắp lại, tạo ra một màn khí vô hình quanh người, đồng thời không ngừng phát ra sức mạnh cuồn cuộn như thủy triều. Ba người Diệp Huyên bị luồng sức mạnh này đẩy lui về sau mấy chục thước. Trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, cọng cỏ dại kia như một thanh kiếm sắc đâm xuyên lớp thủy triều của Lê Tu. Ngay cả màn chắn của ông ta cũng tan biến như sương khói. Xoẹt! Cánh tay phải của Lê Tu bay ra ngoài. Một sự im lặng đáng sợ bao trùm lên tất cả. Ba người Diệp Huyên chố mắt. Mạc Vân Khởi nuốt khan, lão già này. Dữ dội như vậy thật hả? Sau này nói chuyện với lão có phải nên cung kính hơn không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 90, Diệp Quốc Sĩ. Diệp Huyên cũng có chút kinh hãi trước sức mạnh của lão Kỷ, e rằng lão ta còn mạnh hơn cả vị lâu chủ lầu ba túy tiên lâu mà hắn từng gặp. Từ mỏm đá xa xa, lão Kỷ liếc Lê Tu khai chiến.
Ngươi chắc chứ? Lê Tu trợn trừng nhìn lão ta, sắc mặt xấu xí vô cùng. Lão Kỳ điềm nhiên hớp một ngụm rượu, lắc đầu nói, có biết vì sao học viện Thương Lan vẫn chưa suy tàn không? Lão ta chỉ vào bản thân, vì ngày nào ta còn, ngày ấy Thương Lan còn. Ngươi muốn khai chiến cũng được thôi, cứ việc giết ba thằng oát kia. Nhưng lão phu dám đảm bảo, tất cả những ai dưới 30 tuổi ở Thương Mộc sẽ không sống được đến ngày mai. Không tin cứ việc thử. Dù sao bọn nó là do ta nhặt về, muốn làm gì cũng được. Những lời này khiến ba người Diệp Huyên suýt nữa nổi khùng. Nhặt về. Má nó. Mạc Vân Khởi trông như thể chỉ muốn băm vằm lão Kỳ, đánh lão được không? Diệp Huyên liếc sang, ngươi lên trước. Lên cái đầu ngươi, Mạc Vân Khởi hung tợn nhìn lại, ngươi lại muốn bán đứng ta đúng không? Diệp Huyên nghiêm mặt nói, đại ca à, sau này có muốn đánh người thì cũng tự nhìn lại bản thân chút đi. Ngươi thắng nổi không, không được thì là tự tìm đường chết chứ đánh cái chó gì. Mạc Vân Khởi. Đương lúc cả hai đang bừng bừng hứng thú, lão Kỳ chợt quay lại nói, đứng đấy lại nhảy cái gì. Còn không mau đi đi. Mạc Vân Khởi và Bạch Trạch nhấc chân định đi thì Diệp Huyên lên tiếng, đợi đã. Mọi ánh mắt đổ dồn về, hắn đi đến bên thi thể của những học viên Thương Mộc, khom mình nhặt lấy túi tiền và vũ khí của từng người, chỉ trừ Tả Lập. Hành động này khiến người hai phe đều ngây ngẩn. Lão Kỳ trực tiếp nằm vật xuống giả chết. Mạc Vân Khởi cuống quýt kéo tay áo Diệp Huyên, giữ mặt mũi chút được không đại ca ơi. Bao nhiêu người đang nhìn kìa. Diệp Huyên trợn mắt nhìn hắn ta, mặt mũi. Ngươi muốn ăn cơm hay ăn cỏ? Mạc Vân Khởi nín khe, vừa trở lại bên Bạch Trạch vừa ôm mặt lẩm bẩm, mất mặt quá đi. Cứ như thế, Diệp Huyên nhặt lấy 8, 9 túi tiền cùng 5, 6 món vũ khí trông khá là xuất chúng, có thể bán giá cao. Hắn vừa lòng gật gù rồi nhìn hai đồng bạn còn đang đứng đó, chưa ra đấy làm gì. Giúp ta lấy xe ngựa coi. Hai người bất động. Diệp Huyên lạnh lùng buông một câu, tối nay hai người cạp đất mà ăn. Mạc Vân Khởi vội vàng chạy đến, nhảy lên một chiếc xe ngựa. Bạch Trạch do dự một hồi cũng chậm rãi đi theo. Chiếc xe ngựa lăn bánh xa dần trong những ánh mắt soi mói của học viên Thương Mộc. Lão Kỳ không đi cùng mà vẫn nằm trên mỏm đá, an tín như đã ngủ mất. Lê Tu phóng những ánh mắt sắc lẻm về phía lão, hôm nay không phải là kết thúc, chỉ mới bắt đầu mà thôi. Sau đó dẫn dắt những học viên Thương Mộc trở về. Trên mỏm đá, chỉ có những tiếng ngáy do đáp lại ông ta. Những gì xảy ra giữa hai học viện Thương Mộc và Thương Lan nhanh chóng lan truyền với tốc độ không khác gì một trận ôn dịch khiến cả đế đô đều kinh hãi. Học viên Thương Lan giết học viên Thương Mộc ư? Đã bao lâu rồi mới xảy ra việc này? Chẳng lẽ Thương Lan sắp sửa trỗi dậy? Trong nhất thời, toàn bộ đế đô sôi trào. Hoàng cung Khương Quốc, điện dưỡng tâm. Một người đàn ông trung niên khoác y phục xa hoa đọc mật báo trong tay với vẻ nghiền ngẫm, sau đó đột nhiên nở nụ cười. Ông ta chậm rãi đi đến cửa điện, ngẩng đầu nhìn chân trời xa xăm, mật báo của tiểu cửu nói cậu thiếu niên dám một thân một mình đối mặt mấy nghìn kỵ binh giáp đen của quân Đường ở lưỡng giới thành đã đến đế đô, chính là vị Diệp Huyên đang nổi danh gần đây. Một giọng nữ vang lên từ góc nào đó trong điện, ta đã điều tra thông tin về hắn. Xuất thân thanh thành, từ nhỏ không cha không mẹ, lớn lên cùng em gái, cúc cung tận tụy vì nhà họ Diệp nhưng bị gia tộc vứt bỏ, vì chữa bệnh cho em mà đi đến đế đô. Người đàn ông nhìn sang góc bí ẩn ấy, mỉm cười, đó hẳn chỉ là bề nổi. Một chiếc xe lăn chậm rãi xuất hiện từ trong bóng tối. Người ngồi trên đó là một cô gái mặc váy đen, thoạt nhìn còn rất trẻ tuổi và xinh đẹp nhưng mái tóc đã không khác gì một dòng suối bạc. Không những thế, đôi mắt nàng ta chưa một lần mở ra. Nàng ta nhẹ nhàng nói, An Quốc Sĩ đối xử với hắn rất khác biệt. Hắn từng giết một trưởng lão Túy Tiên Lâu trên thuyền bay nhưng vẫn bình an vô sự, không điều tra được những khuất tất trong đó. Người đàn ông cười cười, giết trưởng lão Túy Tiên Lâu mà vẫn có thể sống sót, quả thật không đơn giản. Ông ta vừa nói vừa trở lại án thư, lấy một lệnh bài hình tròn màu vàng óng ra, nhấc cây bút vàng lên viết lên một chữ, Diệp. Ở mặt sau lệnh bài là hai chữ, Quốc Sĩ. Đến đây, ông ta nhìn cô gái, cô không phản đối. Cô gái hỏi ngược lại, trăm lợi không hại, phản đối làm gì? Người đàn ông bật cười ha hả, rất nhiều người trẻ tuổi hiện nay chỉ biết toan tính những thứ vặt vãnh, đặc biệt là những người ở thế gia vọng tộc và học viện, trong lòng họ chỉ có gia tộc và học viện, không có hai chữ quốc gia.
Cậu thiếu niên kia dám đứng ra ngăn cản quân Đường vào thời điểm đó, không tham bất kỳ lợi ích, không vì bất kỳ mục đích gì. Chỉ như vậy thôi đã xứng đáng với hai chữ quốc sĩ. Ông ta nhìn cô gái, làm phiền Lục quốc sư thay ta đến học viện Thương Lan một chuyến. Chương 91, phòng người làm quốc sĩ. Trong điện Thương Lan của học viện Thương Lan, cả một đám người ngồi quanh bàn, thi thoảng Diệp Huyên và muội muội lại bưng một món ăn lên, tuy không tinh xảo nhưng rất thơm, khiến cho người ta chỉ muốn thưởng thức ngay. Kỳ An Chi ngồi trên bàn liếm liếm đũa, nhiều lần muốn ăn nhưng đều bị Lão Kỳ và Bạch Trạch cùng Mạc Vân Khởi Khởi dùng ánh mắt ngăn lại. Nếu để cho người phụ nữ này động đũa, bọn họ sẽ chẳng còn nổi cái xương mà gặm nữa đâu. Một lúc lâu sau, cuối cùng đồ ăn cũng lên đủ. 12 món đồ ăn. Chay mặn đều có. Diệp Liên còn khéo léo bới thêm cho mỗi người một bát cơm, sau đó ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Diệp Huyên. Lão Kỳ uống một ngụm rượu, nói, hôm nay kích động quá. Cả đám người đều trầm mặc. Diệp Huyên ngẫm nghĩ một lát rồi nói, bọn họ muốn bắt nạt chúng ta. Lão Kỳ nói, cứ nhịn một chút cũng được. Diệp Huyên hỏi, nhịn. Nhịn thì bọn họ sẽ buông tha cho chúng ta sao? Hắn lại lắc đầu nói tiếp, sẽ không. Chúng ta càng nhịn, bọn họ sẽ càng lấn tới. Khi ở Thanh Thành, ta đã thấy một số người, bọn chúng rất hung hãn, rất mạnh, ngươi càng yếu đuối bọn họ sẽ càng bắt nạt ngươi. Chỉ có khi nào ngươi đánh lại bọn chúng, đánh cho bọn chúng thật đau, bọn chúng mới tôn kính ngươi, vậy mới không dám tùy tiện bắt nạt ngươi. Lão Kỳ trầm mặc. Mạc Vân Khởi im lặng. Kỳ An Chi chỉ lo ăn. Lúc này, đột nhiên Bạch Trạch lên tiếng, hắn nói rất đúng. Khi ta ở Mang Sơn cũng thường vật lộn với yêu thú. Nếu gặp yêu thú, đừng có chạy, ngươi càng chạy nó càng hung hãn hơn, sẽ càng tấn công ngươi dữ tợn hơn. Chỉ có đánh cho nó sợ, lần sau nó thấy ngươi mới không dám bắt nạt ngươi, thậm chí còn phải tránh lui. Dứt lời, y bưng bát cơm cùng vào chén rượu của Diệp Huyên, động viên, làm rất tốt. Diệp Huyên cũng cầm chén rượu lên, nhìn thoáng qua Mạc Vân Khởi bên cạnh. Mạc Vân Khởi nghĩ nghĩ một lát rồi cũng cầm chén rượu lên. Ba người nhìn nhau một chút rồi uống một hơi cạn sạch. Trước kia bọn họ còn không biết nhau, nhưng hiện giờ bọn họ có cùng một thân phận, chính là học viên của Học viện Thương Lan. Lão Kỳ không nói gì nữa, bắt đầu ăn cơm. Mấy người xung quanh đều như quỷ chết đói đầu thai, không đến nửa khắc đồng hồ đã quét sạch sành sanh đồ ăn trên bàn. Ăn xong, Lão Kỳ uống sạch chén rượu rồi nói, giờ tí tối nay ra sau núi. Dứt lời, lão quay người rời đi. Kỳ An Chi gác đũa, nhìn thoáng qua Diệp Huyên, hỏi, có thể làm thêm chút nữa không? Khóe miệng Diệp Huyên hơi giật giật, chỉ bên cạnh, trong phòng cơm vẫn để lại cho ngươi một chút. Kỳ An Chi khẽ gật đầu, cảm ơn. Nói xong, nàng ta cầm đũa xoay người rời đi. Diệp Liên vô cùng khéo léo thu dọn bát đũa trên bàn. Mà hai tên ăn cuối cùng là Bạch Trạch và Mạc Vân Khởi đều len lén chuồn đi, rửa bát gì chứ? Muốn mạng bọn họ à? Thấy hai tên kia muốn bỏ trốn, Diệp Liên che miệng nhỏ khẽ cười. Diệp Huyên cũng chẳng biết làm sao, bèn hỗ trợ muội muội thu dọn một chút rồi nói, đi, ca ca giúp muội rửa bát. Diệp Liên đang định nói gì đó, đúng lúc này ngoài điện có tiếng động. Diệp Huyên quay người lại nhìn, chỉ thấy ngoài đó có một cái xe lăn. Một cô gái váy đen ngồi trên xe. Có nói chuyện được không? Cô gái váy đen đột nhiên hỏi. Diệp Huyên chỉ vào mình, hỏi lại ta á. Cô gái váy đen gật đầu. Diệp Liên quay sang ngọt ngào cười nói với Diệp Huyên, ca, ca đi đi đi. Để muội thu dọn là được rồi. Diệp Huyên nhẹ nhẹ xoa xoa cái đầu nhỏ của Diệp Liên, dặn dò cẩn thận một chút. Diệp Liên khẽ gật đầu, rồi ôm bát đũa đi sang một bên. Diệp Huyên bước tới trước mặt cô gái váy đen hỏi, có chuyện gì sao? Cô gái váy đen đưa tay phải ra, một miếng kim loại tròn tròn màu vàng bay tới trước mặt Diệp Huyên. Đây là... Diệp Huyên không hiểu. Cô gái váy đen nói, phụng mệnh quốc chủ, phong ngươi làm quốc sĩ. Quốc sĩ? Diệp Huyên ngây ngẩn cả người. Một lát sau, hắn lắc đầu, trả tấm thẻ tròn kia lại, đáp, không có công, không nhận thưởng. Cô gái váy đen không nhận lại tấm thẻ mà đáp, ở lưỡng giới thành ngươi đã chủ động chống lại quân Đường. Diệp Huyên cười nói, chỉ có như vậy thôi sao? Cô gái váy đen không nói gì. Diệp Huyên ngồi xuống bậc thềm đá, nói chuyện đó đã qua từ rất lâu rồi, nhưng hiện giờ mới tới phong ta làm quốc sĩ, thứ cho ta hỏi thẳng, các ngươi còn có mục đích khác phải không? Cô gái váy đen vẫn trầm mặc như nước.
Diệp Huyên lại nói, hiện giờ ta đã gia nhập học viện Thương Lan, đồng thời có phát sinh xung đột với học viên học viện Thương Mộc, để ta đoán xem nhé, nếu ta không đoán sai thì Hoàng gia không muốn học viện Thương Mộc xưng vương xưng bá ở Khương Quốc phải không? Bởi vì học viện Khương Mộc càng lớn, càng mạnh, sẽ càng bất lợi với Hoàng quyền và Hoàng thất. Mà bây giờ, các ngươi thấy học viện Thương Lan có vẻ có năng lực đối kháng với học viện Thương Mộc, thế là muốn thò một tay vào tác động, để cho học viên hai nhà đấu đá nhau tới mức ngươi chết ta sống, đúng không? Cô gái váy đen đan 10 ngón tay vào nhau, đặt trên đùi, nói, ngươi thông minh hơn ta nghĩ nhiều. Diệp Huyên nhìn thẳng vào nàng ta không muốn bị người khác lợi dụng. Cô gái váy đen lắc đầu, kể từ khi ngươi gia nhập học viện Thương Lan, ngươi đã chú định đeo lên lưng cửu hận giữa học viện Thương Lan và học viện Thương Mộc. Thù truyền kiếp, không có đúng sai, chỉ có vấn đề lập trường. Như lời ngươi nói, quả thực Khương Quốc hy vọng ngươi có thể ngăn được học viện Thương Mộc, nhưng đây không phải nguyên nhân thực sự mà quốc chủ phong ngươi làm quốc sĩ. Diệp Huyên đi tới trước mặt cô gái váy đen, hỏi, vậy nguyên nhân thực sự là gì? Cô gái váy đen ngẩng đầu lên, nàng ta vẫn không mở mắt mà trả lời, có một người dám một mình đối mặt với mấy ngàn kỵ binh giáp đen đường quốc bên ngoài lưỡng giới thành. Diệp Huyên trầm mặc. Chương 92 Núi băng. Cô gái váy đen đột nhiên nắm lấy bàn tay phải của Diệp Huyên, rồi đặt miếng kim loại tròn vào tay hắn, dù là học viện Thương Lan hay học viện Thương Mộc, tất cả đều là người Khương Quốc, chỉ tiếc rằng có rất nhiều người đã quên đi điều này. Người trong lòng có nước, lấy nước làm lớn, và có năng lực, mới có thể được xưng là quốc sĩ. Ngươi gánh được cái danh xưng này, mà danh xưng này cũng sẽ không hạn chế ngươi bất kỳ việc gì, ngược lại, ngày sau, dù ở bất kỳ đâu trong Khương Quốc ngươi cũng có thể được quốc gia hỗ trợ. Nói xong, một người thần bí đột nhiên xuất hiện sau lưng cô gái váy đen. Người này đẩy xe đưa nàng ta rời đi. Người thần bí đẩy cô gái váy đen xuống núi thì dừng lại, trước mặt bọn họ, cách không xa có một lão đầu say khướt đang nằm ngủ. Chấm, đam mỹ hiện đại. Cô gái váy đen hơi cúi người chào, lão kỷ. Lão kỷ vẫn không nói gì. Cô gái váy đen lại nói, tuy có lòng lợi dụng nhưng quốc chủ cũng không có ác ý. Lão kỷ xoay người nói, không được truyền tin hắn là quốc sĩ ra ngoài, hiện giờ hắn còn chưa chịu đựng được việc bị quá nhiều người chú ý. Cô gái váy đen hơi cúi xuống đáp, ta hiểu. Đa tạ. Nàng ta nói xong, người thần bí bèn đẩy xe rời đi. Lão kỷ nằm ngáy o o. Nửa đêm, giờ tí. Diệp Huyên cùng Bạch Trạch và Mạc Vân khởi đi ra sau núi. Ở sau núi có một thác nước rộng chừng 10 trượng đổ lại, dòng nước chảy rất mạnh. Lúc này, Lão Kỳ và Kỳ An Chi đã chờ sẵn ở đây. Mạc Vân khởi bước tới cười ha ha hỏi, Lão Kỳ, có phải Lão muốn truyền thụ võ kỹ tuyệt thế gì đó cho chúng ta phải không? Lúc này, Lão Kỳ huýt sáo một tiếng, một khắc sau, một con ác lang đen nhánh từ sâu trong rừng chạy vọt ra. Con sói cao tới vài trượng, toàn thân lông tóc tựa như mũi kiếm, một đôi mắt lóe lên vẻ hung ác khiến người ta sợ hãi. Ma lang. Bạch Trạch vô cùng đề phòng, cấp bậc lăng không cảnh. Lão Kỳ chỉ Mạc Vân khởi khiến hắn ta ngơ ngác hỏi lại, Lão Kỳ, ông có ý gì? Đúng lúc này, con ma lang kia vọt thẳng tới chỗ Mạc Vân khởi với một tốc độ cực nhanh, chính Diệp Huyên cũng chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Mẹ nó, Lão Kỳ, ông điên rồi à? Mạc Vân khởi vội quay lưng chạy. Hắn ta chạy rất nhanh, ma lang cũng khó mà phân thắng bại được với hắn ta. Nhưng xét về mặt thể lực thì khẳng định Mạc Vân khởi không thể bằng yêu thú. Đúng lúc này, Lão Kỳ đột nhiên nhìn sang Bạch Trạch. Bạch Trạch ngẩng đầu ưỡn ngực không chút sợ hãi. Y không sợ nhất là yêu thú đó. Khi ở Mang Sơn, ngày nào y cũng đánh nhau với yêu thú. Lão Kỳ đột nhiên bắt Bạch Trạch lại. Theo bản năng, Bạch Trạch muốn phản kháng, nhưng khi dùng sức y đột nhiên kinh hãi phát hiện toàn thân mình không có tí sức lực nào. Trong ánh mắt kinh ngạc của Diệp Huyên, Lão Kỳ trói hai chân Bạch Trạch lên một cây xích sắt to bằng cánh tay, sau đó bất ngờ ném Bạch Trạch xuống thác nước phía xa xa. Toàn thân Bạch Trạch lập tức chìm nghỉm trong thác nước. Lúc này lại xuất hiện thêm một con ma lang nữa. Con ma lang kia nhảy lên thác nước, bắt lấy một cây xích sắt trên vách núi đá, sau đó kéo mạnh một cái. Trong thác nước, Bạch Trạch bị kéo ngược dòng nước, dòng chảy cực mạnh trà sát toàn thân y đỏ ửng lên. Mới đầu còn đỡ, nhưng sau hai ba lần, dưới thác nước đã có tiếng kêu rên vang lên. Đừng nói Bạch Trạch, dù là Diệp Huyên nhìn thấy cảnh tượng này cũng thấy da đầu muốn tê đi. Nhục thể của hắn cũng mạnh nhưng dòng nước chảy quá xiết, lại bị kéo ngược dòng, nên nước chảy qua còn kinh khủng hơn cả lưỡi dao.
Lúc này lão Kỳ bèn nhìn sang Diệp Huyên. Hắn nheo nheo mắt, phương thức huấn luyện của lão già này thực không bình thường. Lão Kỳ đánh giá Diệp Huyên một chút, sau đó lắc đầu, nhìn khắp đế đô, xét về cơ sở thì ngoài An Quốc Sĩ ra ngươi không thua bất kỳ kẻ nào. Diệp Huyên ngượng ngùng cười nói, không đáng kể, tạm được thôi. Lão Kỳ hơi trầm ngâm, có vẻ hơi lúng túng. Bởi vì cơ sở kẻ trước mặt lão quá tốt, mà cảnh giới thì không thể cưỡng ép tăng lên được. Một lúc lâu sau, lão Kỳ đột nhiên hỏi, ngươi đã lĩnh ngộ chiến ý sao? Diệp Huyên gật đầu. Lão Kỳ gật đầu, vậy thì dễ làm rồi. Dứt lời, lão quay lưng đi qua một bên, đi theo ta. Diệp Huyên và Kỳ An Chi cũng đi theo sát phía sau. Chẳng mấy chốc, lão Kỳ đã đưa Diệp Huyên tới dưới một tòa núi nhỏ. Ngọn núi này không lớn lắm, nhưng cũng không nhỏ, dù sao thì cũng lớn gấp ít nhất 10 lần Điện Thương Lan. Lão Kỳ chỉ vào ngọn núi nhỏ kia, nói quyền pháp ngươi am hiểu nhất là gì? Diệp Huyên trả lời, quyền băng, là một môn võ kỹ cấp thấp. Lão Kỳ chỉ ngọn núi nhỏ trước mặt, nói, dùng quyền băng của ngươi đánh ngọn núi này. Đánh thật mạnh cho ta, đến khi nào ngọn núi này bị ngươi đánh thành băng thì thôi. Diệp Huyên sững sờ tại chỗ. Có vấn đề gì sao? Lão Kỳ hỏi. Yết hầu của Diệp Huyên lăn lăn ở cổ. Hắn chỉ ngọn núi trước mặt hỏi lại, Lão Kỳ, ông tối nay ông lại uống say phải không? Hay là, ngày mai chúng ta lại nói chuyện tu luyện đi? Lão Kỳ nhìn Diệp Huyên rất lâu, cuối cùng quay lưng rời đi, bỏ lại một câu, đưa muội muội của ngươi đi đi. Dứt lời, lão đi thẳng. Đánh, ta đánh. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói, sẽ đánh ngay. Dứt lời, hắn vung tay lao tới ngọn núi nhỏ kia. Rầm rầm rầm. Chỉ chốc lát sau, hai tay Diệp Huyên đã be bét máu thịt. Chương 93 Yêu Linh Thảo. Dùng nắm đấm đánh núi sao? Trước kia, Diệp Huyên nghĩ cũng không dám nghĩ đến chuyện thế này. Hiện giờ, hắn lại đang làm đây. Hắn và muội muội nhất định phải ở lại Học viện Thương Lan. Một là vì lão Kỳ này có thể chữa trị cho muội muội, hai là, hiện giờ nếu họ rời khỏi nơi này, không có lão Kỳ che chở, chắc chắn kết cục của hắn và muội muội sẽ rất thảm. Nhất định hắn phải ở lại nơi đây. Vì muội muội, đừng nói là một ngọn núi, kể cả 10 ngọn núi hắn cũng phải đánh. Nhìn Diệp Huyên đấm từng đấm vào ngọn núi phía xa xa, Kỳ An Chi đột nhiên nói, ông nên để bọn họ rời đi. Lão Kỳ lắc đầu nói, bây giờ bọn họ rời đi chắc chắn sẽ phải chết. Kỳ An Chi nói, đáng lẽ lúc trước không nên để cho bọn họ tới. Lão Kỳ nhìn Kỳ An Chi, đúng vậy, bọn họ tới đây có nghĩa là sẽ phải đối đầu với Học viện Thương Mộc. Nhưng vì sao tới được đây lại không phải một cơ hội của bọn họ? Còn nữa, nếu không gặp được ta, nhất định cuộc sống của mỗi người trong số họ sẽ thảm hơn bây giờ rất nhiều. Kỳ An Chi trầm mặc. Lão Kỳ nhìn sang Diệp Huyên cách đó không xa, nói tiếp, mặc kệ nguyên nhân vì sao bọn họ tới Học viện Thương Lan, hiện giờ bọn họ đều là học viên của Học viện Thương Lan. Mà bọn họ đã là học viên của Học viện Thương Lan, ta sẽ phải chịu trách nhiệm với bọn họ đến cùng. Dứt lời, lão quay lưng đi về phía xa xa, nhưng chưa được mấy bước đã say ngã một bên. Kỳ An Chi cũng chẳng buồn chạy tới đỡ, vì nàng ta đã quen rồi. Nàng ta quay sang nhìn phía xa xa Diệp Huyên vẫn đang điên cuồng đấm núi, nhưng đấm mãi vẫn không nát nổi một góc của tòa núi nhỏ. Ngược lại, hai tay hắn đã be bét máu thịt rồi. Kỳ An Chi lắc đầu quay lưng rời đi. Như lời Lão Kỳ nói, đã trở thành học viên của Học viện Thương Lan rồi mà thực lực không mạnh thì sau này sẽ trở thành một cỗ thi thể trên con đường sau núi Thương Sơn. Trong đêm, Diệp Huyên vẫn đấm từng đấm vào núi, trong lòng tự hỏi, tiền bối, phương pháp này có hiệu quả không? Cô gái thần bí chẳng trả lời. Diệp Huyên lại hỏi liên tiếp hai lần nữa, cô gái thần bí vẫn không đáp lời. Chẳng có cách nào khác, hắn chỉ đành tiếp tục đấm. Đau không? Đương nhiên là đau. Mặc dù hắn đã là kim thân cảnh, nhục thân mạnh mẽ hơn võ giả bình thường rất nhiều, nhưng như vậy không có nghĩa là hắn đã vô địch. Nhưng hắn cũng không nghi ngờ phương pháp của Lão Kỳ. Mặc dù hiện tại hắn còn không biết làm vậy là có ý nghĩa gì nhưng hắn biết không bao lâu nữa mình sẽ hiểu ra thôi. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã tới hừng đông. Diệp Huyên vừa dừng tay Lão Kỳ đã xuất hiện trước mặt hắn. Lão Kỳ ném cho hắn một bao thảo dược nói, nghiền nát, xoa lên mờ u bàn tay. Nói xong, quay lưng rời đi. Diệp Huyên mở túi thảo dược kia ra, dùng lực nghiền nát rồi bôi lên hai tay mình.
Thuốc vừa chạm vào tay, hắn đã đau tới mức nhảy dựng lên. Đau. Thảo dược chạm vào da chẳng khác nào đặt một khối sắt nung đỏ lên da vậy, nóng bỏng. Nhưng hắn vẫn cứng rắn nhìn xuống được. Bởi vì hắn phát hiện vết thương trên tay mình đang từ từ khép lại. Thực ra với hắn, một chút đau đớn ấy không có gì đáng ngại. Nên nhớ, lúc trước khi hắn tu luyện cảnh giới ẩn kim thân cảnh, sự đau đớn ấy mới thực sự là cả đời khó mà quên được, giờ nghĩ lại thôi hắn cũng thấy sợ. Một lát sau, Diệp Huyên nhìn hai tay mình. Lúc này hai tay hắn đỏ bừng bừng như một khối sắt nung. Hắn lại quay người vọt tới chỗ quả núi nhỏ kia. Bành bành bành. Giữa sân, từng tiếng nổ ầm ầm không ngừng vang lên. Cứ như vậy, tiếng nổ cứ vang mãi đến tận trưa mới dừng. Đã đến giờ làm cơm trưa. Diệp Huyên đi tới thác nước tắm rửa một hồi, khi đang định rời đi thì thấy một bóng người lơ lửng dưới thác. Chính là Bạch Trạch. Lúc này toàn thân Bạch Trạch đã bị lột một lớp da, là bị lột một lớp da theo đúng nghĩa đen ấy, vô cùng thê thảm. Bạch Trạch bò tới bên cạnh tảng đá, ném một bao thảo dược cho Diệp Huyên, lắp bắp nói, giúp, giúp một chút. Diệp Huyên nhặt bao thuốc đi tới bên cạnh Bạch Trạch, nghiền số thuốc bên trong da rồi bôi lên thân Bạch Trạch. Bạch Trạch lập tức hít vào một hơi khí lạnh, suýt nữa đã rú lên rồi, nhưng vẫn cứng rắn nhịn lại. Nhưng toàn thân y đang run lên. Nhìn vết thương trên người Bạch Trạch đang chậm rãi khép lại, Diệp Huyên khẽ nói thuốc này không tệ. Bạch Trạch hít sâu một hơi rồi nói, đương nhiên, đây chính là yêu linh thảo tốt nhất đấy, một lá có thể bán được ít nhất 50 kim tệ. Diệp Huyên khựng lại, nhìn một chút lá thuốc còn trong tay, hỏi lại, thật sao? Bạch Trạch gật đầu, đương nhiên không giả. Diệp Huyên do dự một chút rồi hỏi, hay là chúng ta đừng bôi nữa? Đem cái này đi bán đi. Đại ca, đừng có nói giỡn. Chia 5 năm. Bôi nhanh lên. 7-3. Ta, có thể đánh chết ngươi được không? Chương 94 quyết sinh tử. Nửa canh giờ sau, Diệp Huyên và Bạch Trạch đã về tới Điện Thương Lan, mà trước cửa Điện Thương Lan có một nam tử nằm úp sấp, chính là Mạc Vân Khởi kia. Mạc Vân Khởi gục tại chỗ, hai chân co giật không ngừng quắp lại. Đêm qua hắn ta bị con ma lang kia đuổi suốt một đêm, chạy muốn gãy chân. Diệp Huyên nhìn thoáng qua Mạc Vân Khởi, quay người rời đi. Nửa canh giờ sau, cả đám người ngồi vây quanh bàn. Bầu không khí hôm nay có hơi khác lạ. Khi Diệp Liên chuẩn bị xong xuôi đồ ăn lên bàn, Mạc Vân Khởi lập tức cúi đầu càn quét, Bạch Trạch cũng chỉ do dự một chút rồi cũng điên cuồng vơ vét. Diệp Huyên cũng ăn như thuồng luồng. Luyện suốt một đêm, đầu tiên là mệt, thứ hai là đói. Thấy Diệp Huyên ăn như hổ đói, Diệp Liên thực sự đau lòng, vội vàng múc một bát canh cho hắn, vỗ vỗ nhẹ nhẹ lưng ca ca ca, ăn từ từ, khéo nghẹn. Cách đó không xa, Mạc Vân Khởi nhìn thoáng qua huynh muội Diệp Huyên, thấp giọng thở dài, vì sao muội muội nhà khác ngoan thế mà nhà mình thì, ôi. Nói xong, hắn ta lại tiếp tục vùi đầu ăn quần quật. Lúc này, Lão Kỳ đứng dậy nói, từ hôm nay, các ngươi không được tùy tiện xuống núi. Nói xong, lão ta quay lưng đi thẳng. Vì sao? Mạc Vân Khởi bất ngờ hỏi. Lão Kỳ vẫn không dừng bước, trả lời, muốn chết thì cứ xuống đi. Mạc Vân Khởi nhìn sang Kỳ An Chi, nàng ta liếm liếm đũa giải thích, ở dưới núi ngày nào cũng có một số học viên học viện thương mộc chờ các ngươi xuống đấy. Mạc Vân Khởi cười lạnh, sợ cái chim. Kỳ An Chi nhìn hắn ta. Nói, ngươi có thể đánh thắng một người, nhưng đánh được 10 người không? Mà ta nghe nói còn có cả đệ tử nội viện tới đó. Tóm lại, chớ có xem thường học viện thương mộc, lần trước bọn họ dám khinh thị các ngươi, bị các ngươi đánh cho trở tay không kịp. Nhưng giờ thì sẽ không, kẻ dám đến không có ai là rác rưởi đâu. Đương nhiên, nếu các ngươi cảm thấy tu luyện chán quá, muốn tìm chút kích thích thì xuống núi đánh nhau với bọn họ một chút cũng được. Nói xong, nàng ta đứng dậy đi xuống phòng bếp. Bởi vì bữa nào Diệp Huyên cũng sẽ để lại cho nàng ta một phần đồ ăn. Cơm nước xong xuôi, Diệp Huyên đổi một bộ quần áo mới rồi tiếp tục đi đánh núi. Mà Bạch Trạch lại tiếp tục đi tới thác nước, Mạc Vân Khởi lại tiến vào trong núi lớn, sau lưng hắn ta chính là con ma lang kia. Phía sau núi, Diệp Huyên kiên nhẫn đấm từng đấm vào ngọn núi trước mặt, mỗi một lần đấm ra đều dùng đến chiến ý trong mình. Mới đầu còn bình thường, nhưng thời gian dần trôi qua. Hắn phát hiện hình như chiến ý của mình có vẻ mạnh lên. Không chỉ có chiến ý, hình như uy lực của quyền băng cũng mạnh hơn một chút. Phát hiện điều này, Diệp Huyên mừng rỡ.
Hiển nhiên phương thức tu luyện này rất có hiệu quả. Thế là hắn lại càng tò mò hơn. Cứ như vậy, ba người Diệp Huyên tu luyện ngày qua ngày, từng ngày trôi qua. Mỗi ngày đều sẽ có học viên học viện Thương Mộc đi tới chân núi học viện Thương Lan. Mới đầu bọn họ chỉ chờ dưới đó, muốn đợi bọn Diệp Huyên xuống núi, nhưng chờ mãi, bọn họ phát hiện hình như bọn Diệp Huyên không định xuống núi. Thế là một số người bắt đầu kết đội đi lên núi. Dẫn đầu là một nam tử mặc áo gấm, khoảng chừng 20 tuổi, thân hình cao lớn, bên hông đeo hai thanh đoản đao. Người này chính là một trong ba thiên tài của ngoại viện học viện Thương Mộc Trần Diễm. Sau lưng Trần Diễm là 6 học viên học viện Thương Mộc, ai nấy đều là đỉnh cao ngự khí cảnh, khí tức hùng hậu, hiển nhiên đều là cao thủ hàng đầu của ngoại viện. Một học viên bên cạnh Trần Diễm hỏi, Trần Diễm học trưởng, đệ nghe ngóng biết được ba tên Diệp Huyên kia thực lực cũng không yếu, đặc biệt là Diệp Huyên, nghe nói hắn còn là một kiếm tu. An Quốc Sĩ cũng đối xử đặc biệt với hắn. Lần này chúng ta không thể chủ quan. Trần Diễm gật đầu, đương nhiên không thể khinh nhờn. Nếu không sẽ chết vì sự khinh thường của mình đấy. Nhưng cũng chỉ thường thôi, đừng nói là hắn, dù có gặp học viên học viện Thương Lan trước kia ta cũng sẽ không khinh thường. Dứt lời, y ngẩng đầu nhìn lên trên, cái chết của mấy người Tả Lập đã cảnh tỉnh chúng ta. Đám người gật đầu. Học viên học viện Thương Mộc khinh học viện Thương Lan một lần, nhưng sẽ không khinh lần thứ hai. Tốt xấu gì cũng là học phủ ngàn năm, học viên dạy dỗ ra cũng không phải kẻ ngu xuẩn. Chẳng mấy chốc đoàn Trần Diễm đã đi tới trước điện Thương Lan. Một cô bé đang ngồi giặt quần áo trước cửa lớn đại điện, hiển nhiên chính là Diệp Liên. Khi thấy bọn Trần Diễm, Diệp Liên vội vàng xoay người bỏ chạy. Cô bé chạy đến viện của Lão Kỷ, Lão vẫn nằm trên ghế, toàn thân còn tỏa ra mùi rượu. Diệp Liên đi tới bên cạnh Lão Kỷ, nhẹ nhẹ đẩy Lão, lo lắng báo, Kỷ ra ra, mau tỉnh lại đi, bọn họ đánh lên tới đây rồi. Lão Kỳ vẫn không có động tĩnh. Mà lúc này, đám Trần Diễm đã đi tới cổng viện của Lão Kỳ, thấy vậy Diệp Liên vội vàng nấp sau lưng Lão Kỳ. Trần Diễm nhìn thoáng qua Lão Kỳ nằm trên ghế, hơi thi lễ nói, vãn bối học viên ngoại viện Thương Mộc Trần Diễm, hôm nay tới đây xin được lĩnh giáo học viện Thương Lan. Y nhìn thẳng vào Lão Kỳ, xin quyết sinh tử. Khiêu chiến sinh tử. Hiện giờ, toàn bộ đế đô đều đang nhìn chằm chằm vào học viện Thương Mộc. Nếu học viện Thương Mộc không thể báo thù cho mấy tên Tả Lập, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến danh vọng của học viện Thương Mộc, thanh danh của học viện Thương Lan chắc chắn sẽ tăng rất nhanh. Quan trọng nhất là, học viện Thương Mộc đã chèn ép học viện Thương Lan nhiều năm vậy rồi, bọn họ không thể để đến mình lại xảy ra sự cố được, nếu không bọn họ chính là sỉ nhục của học viện Thương Mộc. Lúc này, Lão Kỳ đột nhiên nói, ở sau núi Ý, đi đi. Bọn Trần Diễm quay người rời đi. Ngày hôm nay, sau núi Thương Lan đã định sẽ chỉ có một phe học viện sống sót. Chương 95 KK là duy nhất, cũng là tất cả. Trong viện lạc, Diệp Liên trốn sau lưng Lão Kỳ khẽ hỏi, Kỳ ra ra, mấy người KK sẽ gặp nguy hiểm sao? Lão Kỳ đứng dậy, nhìn cô bé trước mặt, ánh mắt có hơi phức tạp. Lão nhẹ nhàng vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Diệp Liên, đáp yên tâm, bọn họ sẽ không sao đâu, ở đây với Kỳ ra ra, đừng có chạy loạn được không? Diệp Liên khéo léo khẽ gật đầu đáp, ra ra, con đi làm đồ ăn cho ông. Nói xong, cô bé quay người chạy về phía phòng bếp. Thân thể cô bé đang khẽ run lên, bởi vì cô bé đang lo lắng cho an toàn của ca ca. Nhưng lúc này cô bé hiểu rất rõ mình không thể đến sau núi, bởi vì mình không thể giúp gì cho ca ca, nếu đi chỉ làm cho ca ca thêm phiền thôi. Trong phòng bếp, Diệp Liên cuộn mình rúc vào một góc vắng, hai tay ôm gối. Cô bé không khóc. Chỉ thẫn thờ nhìn ngọn lửa bập bùng trong lòng. Lúc này, dường như cô bé quay lại năm xưa khi ở nhà họ Diệp tại Thanh Thành. Khi ấy, ban ngày Diệp Huyên đi ra ngoài, cô bé sẽ ngồi thế này chờ hắn cả ngày. Trong thế giới của Diệp Liên, không có phụ thân, không có mẫu thân, chỉ có ca ca. Ca ca là duy nhất, cũng là tất cả. Trong sân, sau khi Diệp Liên đi rồi, chẳng biết từ khi nào một lão già xuất hiện trước mặt Lão Kỷ. Lão già kia mặc một bộ áo gai, râu dài đến ngực, tóc chải thành một búi buộc sau đầu, toàn thân nhìn có vẻ rất thanh tao nho nhã, so ra rất tương phản với Lão Kỳ lúc nào cũng say khướt. Người này chính là viện trưởng học viện Thương Mộc, Lý Huyền Thương. Cũng là một trong những cao thủ đứng đầu Khương Quốc. Lý Huyền Thương nhìn thoáng qua Lão Kỳ trước mặt, lắc đầu nói, đã nhiều năm như vậy, ông vẫn chẳng khác gì.
Lão Kỳ cười nói, ngược lại ông càng sống càng xảo trá hơn. Lý Huyền Thương nhìn thoáng bốn phía rồi nói, ta thấy Khương Quốc chỉ có một học viện là được rồi. Lão Kỳ cười khẽ, hiện giờ ở Khương Quốc không phải chỉ có một học viện Thương Mộc Xưng Vương thôi sao? Lý Huyền Thương nhìn thẳng Lão Kỳ, nói ông tìm ba người tới, ta biết ông muốn làm gì, nhưng bọn họ cũng sẽ giống với những người ông đã tìm, sẽ đều trở thành một cỗ thi thể nho nhỏ trên đường núi Thương Sơn mà thôi. Lão Kỳ gật đầu, rửa mắt mà đợi. Lý Huyền Thương nói, vậy ta rửa mắt đợi. Phía sau núi, Mạc Vân Khởi dừng chân, Bạch Trạch cũng bò từ dưới thác nước lên, Diệp Huyên cũng ngừng đấm núi. Trước một mảnh rừng rậm, ba người Diệp Huyên cùng đứng cạnh nhau, Diệp Huyên đứng giữa, bên trái hắn là Mạc Vân Khởi, bên phải là Bạch Trạch. Đối diện bọn họ là bọn Trần Diễm, học viên của Học viện Thương Mộc. Bên cạnh Diệp Huyên, Mạc Vân Khởi đột nhiên nói, Lão Kỳ cứ mặc kệ bọn họ đến đây thế à? Diệp Huyên nhìn bọn Trần Diễm phía xa xa, trầm mặc. Nói thật, mặc dù hắn không gia nhập Học viện Thương Mộc nhưng cũng không có định ý hay ác ý gì với nơi đó, nhưng mà, nhiều khi, thân bất do kỷ. Từ khoảnh khắc hắn gia nhập Học viện Thương Lan, hắn đã được chú định sẽ là kẻ địch của Học viện Thương Mộc. Dù hắn không muốn tới Học viện Thương Mộc tìm phiền phức, học viên của Học viện Thương Mộc cũng sẽ tìm tới hắn để gây sự. Thù truyền kiếp, không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả. Nhưng Diệp Huyên hắn xưa nay chưa từng sợ phiền phức. Ngược lại, nếu nói tới ẩu đả đánh nhau, đời này quả thực Diệp Huyên chưa từng sợ một ai. Lúc này, Trần Diễm đột nhiên bước ra một bước, ba đấu ba hả. Diệp Huyên quay đầu nhìn Bạch Trạch và Mạc Vân Khởi bên cạnh. Hai người kia cũng gật đầu, tỏ ý không vấn đề gì. Sau lưng Trần Diễm, hai tên nam tử bước ra. Gã bên trái mặc một bộ y phục màu đen, tinh xảo mà không mất đi khí khái. Lại thêm dung mạo thanh tú, toàn thân có vẻ rất khí chất. Mà gã bên phải toàn thân áo trắng, dáng người thon dài, mày kiếm mắt sáng, dung mạo lạnh lùng, nhìn tưởng thiên nhân. Cả hai người đều có khí chất bất phàm. Thấy hai người này, sắc mặt Diệp Huyên lập tức trầm xuống. Hắn cảm giác được nguy hiểm. Đây là cảm giác theo bản năng của hắn. Xưa nay hắn vẫn luôn tin tưởng vào bản năng của mình, chưa hề nghi ngờ mảy may. Bởi bản năng này được luyện ra từ vô số lần tìm sống trong chết. Sự thật chứng minh, Học viện Thương Mộc không khinh thị bọn hắn nữa, sẽ không phái đám tôm tép tới cho bọn hắn luyện tập nữa. Diệp Huyên nhìn thoáng qua Bạch Trạch và Mạc Vân Khởi, dặn dò cẩn thận. Hai người gật đầu. Gã mặc áo trắng bước tới đối diện Mạc Vân Khởi. Kẻ mặc áo đen đi tới trước mặt Bạch Trạch. Hiển nhiên, Diệp Huyên đối chiến Trần Diễm. Lúc này, gã mặc áo đen đột nhiên biến mất. Bạch Trạch biến sắc, hai tay giao nhau chắn phía trước, vừa đón gã mặc áo đen cũng xông tới. Bành! Một tiếng nổ vang lên, Bạch Trạch bị đẩy lùi tròn vẹn 7-8 trượng. Trên hai cánh tay hắn có một dấu tay đỏ như máu ấn thật sâu. Lúc này, gã áo đen khẽ nhón mũi chân một cái, toàn thân lăng không vọt lên phóng tới trước mặt Bạch Trạch với tốc độ cực nhanh, chẳng khác nào diều hâu vồ mồi. Lăng không cảnh! Thấy cảnh tượng này, Diệp Huyên hơi biến sắc. Nam tử chưa tới 20 tuổi trước mắt đây lại là lăng không cảnh. Thiên tài trẻ tuổi như vậy đã là lăng không cảnh. Xa xa, Bạch Trạch cũng biến sắc, đột nhiên y khuỵu hai chân nửa ngồi xuống, đứng tấn bằng hai chân, hai tay chắp trước ngực, sau một chớp mắt, cơ bắp toàn thân y nổi phồng lên, gân xanh nổi như đám rắn con ngọ nguậy cực kỳ đáng sợ. Lúc này, gã mặc áo đen giáng một chưởng xuống, uy áp và sức mạnh đáng sợ như một cái búa lớn, xé rách cả không khí. Bạch Trạch đột nhiên ngẩng đầu lên, chắp hai tay trước ngực, bắt một ấn quyết, một dòng năng lượng màu vàng đất chảy ra từ trong lòng bàn tay. Hiển nhiên, đây là một môn võ kỹ. Khi một chưởng của gã áo đen rơi xuống, giữa sân vang lên tiếng nổ chói tai, thoáng qua, toàn thân Bạch Trạch lùi lại tới hơn 7-8 trượng, mà gã áo đen kia vẫn không dừng tay, thân hình run lên, tựa như một sợi gió trôi tới trước mặt Bạch Trạch. Chương 96 Ngự khí cảnh. Một bên khác, gã áo trắng đối chiến với Mạc Vân Khởi đột nhiên biến mất. Mạc Vân Khởi cũng biến sắc, khẽ điểm mũi chân xuống đất, toàn thân lùi lại hơn 10 trượng, nhưng hắn ta vừa dừng lại thì gã áo trắng đã lăng không bay tới đỉnh đầu hắn ta. Lăng không cảnh. Trong lòng Mạc Vân Khởi thực kinh hãi, không dám khinh thường, tiếp tục lùi lại, cùng lúc đó một thanh phi đao đột nhiên từ lòng bàn tay hắn ta chém ra. Giữa không trung, thân thể gã áo trắng đột nhiên lóe lên, tránh khỏi chuôi phi đao này. Lúc này Mạc Vân Khởi đã lùi khoảng hơn 10 trượng,
hoàn toàn kéo dài khoảng cách với hắn ta. Nhưng sắc mặt Mạc Vân Khởi vô cùng nghiêm trọng. Gã áo trắng không nói bất kỳ lời nào, một lần nữa vọt tới trước mặt Mạc Vân Khởi. Cách đó không xa, Diệp Huyên thu lại ánh mắt, sắc mặt cũng vô cùng ngưng trọng, bởi vì hắn phát hiện ra hai người Bạch Trạch và Mạc Vân Khởi đều bị hai kẻ kia áp chế. Hiển nhiên, trước khi đến đây, những kẻ này đều đã điều tra về Bạch Trạch, Mạc Vân Khởi, và cả hắn nữa. Diệp Huyên nhìn Trần Diễm trước mặt mình, không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn kẻ này cũng không phải loại bình thường. Trần Diễm đột nhiên song lên, cùng lúc đó, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo bước thẳng tới Diệp Huyên. Song đao. Diệp Huyên phản ứng cực nhanh, vào một khắc Trần Diễm xuất đao, đột nhiên hắn vung hai nắm đấm lao tới. Vẫn là quyền băng được cộng thêm chiến ý. Lúc này, quỹ tích song đao của Trần Diễm đột nhiên thay đổi, lưỡi đao của y cắt vào cổ tay Diệp Huyên với một góc độ quỷ dị, gần như vào đúng thời khắc đó, hai tay Diệp Huyên đột nhiên mở ra hai bên, và đá một cước vào Trần Diễm. Chân dài hơn đao. Vào khoảnh khắc Diệp Huyên đá chân ra, song đao của Trần Diễm đột nhiên vòng lại phòng ngự. Trần Diễm cùng với song đao lùi lại mấy trượng, y còn chưa dừng lại, Diệp Huyên đã vọt tới, sau đó lại đánh thêm một quyền. Quyền băng. Hắn chỉ có một môn võ kỹ cấp thấp, nhưng uy lực của môn võ kỹ cấp thấp này cũng không yếu, một quyền đấm ra nghiền nát không khí. Bành. Trần Diễm lại một lần nữa bị đẩy lui, Diệp Huyên lại một lần nữa lấn lên, chỉ trong chớp mắt, Trần Diễm đã bị Diệp Huyên áp chế, là dùng quyền áp chế. Lúc này, với Diệp Huyên, Trần Diễm trước mắt đây chẳng khác nào ngọn núi nhỏ đêm qua, hắn đấm từng quyền, quyền sau mạnh hơn quyền trước, chiến ý cũng mạnh lên theo từng quyền. Lấy thế đè người. Ầm ầm. Trần Diễm liên tục lùi lại. Lúc này y không kịp rút đao ra khỏi vỏ, chỉ có thể bị động phòng ngự, toàn thân y đã bị thế công của Diệp Huyên bao phủ. Nói chính xác là lực đấm. Vốn nắm đấm của Diệp Huyên không có lực, nhưng sau một thời gian điên cuồng đấm núi thì nắm đấm của hắn đã dần dần có lực của mình, lại cộng thêm chiến ý của hắn, một môn võ kỹ cấp nhân đã được hắn đánh như đang dùng võ kỹ thượng phẩm cấp linh. Trong một viện lạc nào đó, đối diện Lão Kỷ, Lý Huyền Thương thu lại ánh mắt, cười khẽ chiến ý tốt đó, tuổi còn trẻ đã lĩnh ngộ được chiến ý, một thân nền tảng này dù có ở trong nội viện cũng có thể xếp hàng đầu. Đáng tiếc. Ông ta chỉ nói hai câu đáng tiếc. Bởi vì đáng lẽ thiếu niên này đã gia nhập học viện thương mộc của ông ta. Nếu Diệp Huyên gia nhập học viện thương mộc, đương nhiên học viện lại có thêm một thiên tài. Lão Kỳ nằm đối diện ông ta đang định nói gì đó, đột nhiên Lý Huyền Thương cười nói, thực ra cũng không có gì mà tiếc, không vào học viện thương mộc của ta chính là tổn thất của hắn. Còn nữa, chỉ một thiên tài thôi mà, giết là được. Dứt lời, ông ta nhìn sang Lão Kỳ, ông thấy đúng không? Lão Kỳ nhìn thoáng qua Lý Huyền Thương, hỏi thiên tài không vào học viện thương mộc của ông đều sẽ có kết cục này, đúng không? Lý Huyền Thương cười nói, không phải người của mình thì là kẻ địch. Dứt lời, ông ta quay đầu nhìn ra sau núi, ba người bọn họ đều rất không tệ, đặc biệt là thiếu niên có chiến ý Diệp Huyên kia. Đáng tiếc, hắn lại đứng sai đội. Lão Kỳ cười lạnh, có vẻ như các ngươi không cần hắn. Sắc mặt Lý Huyền Thương dần dần lạnh băng, học viện thương mộc ta thả phụ người trong thiên hạ, nhưng nếu ai dám phụ học viện thương mộc ta, chắc chắn hắn sẽ phải chết không thoát. Tự phụ. Không, với ông ta thì cái này gọi là tự tin, mà học viện thương mộc cũng có cơ sở để tự tin như thế. Lão Kỳ nằm trên ghế uống rượu, khóe miệng khẽ nhếch lên cười. Đã từng có lúc học viện thương lan cũng càn rỡ như thế, không, còn càn rỡ hơn cả thế này. Mà bây giờ. Phía sau núi, trận đại chiến vẫn đang tiếp tục. Bành! Sau một tiếng nổ vang, một bóng người bay thẳng ra ngoài. Bóng người này chính là Trần Diễm. Diệp Huyên đang muốn tiếp tục đánh, chợt biến sắc, chẳng biết từ khi nào một thanh kiếm đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở gáy hắn. Kiếm tốt! Đã nói là đơn đấu, lại có người bất ngờ đánh lén, kiếm này lại cực kỳ nhanh, căn bản Diệp Huyên không kịp trốn tránh, mặc cho chuôi kiếm này đâm vào gáy mình. Trong viện lạc, Lão Kỳ đột nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm Lý Huyền Thương, ngươi dở trò. Lý Huyền Thương đứng dậy cười nói, sau ngày hôm nay, tất cả mọi người sẽ chỉ biết một kết quả, đó là tất cả người của học viện Thương Lan đều bị chém giết. Tất cả mọi người sẽ chỉ quan tâm đến kết quả, chứ không để ý tới quá trình. Kết thúc. Nói xong, ông ta quay lưng định rời đi. Đúng lúc này,
hai người đột nhiên cùng quay lại nhìn ra sau núi. Phía sau núi, khi chuôi kiếm này đâm vào gáy Diệp Huyên, hắn lại chẳng mảy may, ngược lại chuôi kiếm này lại hóa thành từng đốm năng lượng chui thẳng vào trong cơ thể hắn. Bí quyết kiếm thể vô địch lấy thân đúc kiếm, chỉ cần kiếm tổn thương hắn không có cấp bậc cao hơn kiếm trong cơ thể thì hắn có thể miễn dịch, và hấp thu luôn. Khi năng lượng của chuôi kiếm này bị Diệp Huyên hấp thu, một cỗ khí tức khủng bố đột nhiên từ trong cơ thể Diệp Huyên quét ra. Khí tức ngự khí cảnh. Chương 97 chắc chắn sẽ có thi thể của ngươi. Làm sao có thể? Trong viện, Lý Huyền Thương nhìn chằm chằm ra sau núi, bật thốt lên với vẻ không dám tin, kiếm đâm vào người lại bị hấp thụ, không thể nào. Chẳng lẽ, đây chính là tiên thiên kiếm thể trong truyền thuyết? Nói tới đây, đồng tử của ông ta co rút lại. Trong truyền thuyết có nói về một vài thể chất đặc biệt, tiên thiên kiếm thể chính là loại đầu tiên, có thể cắn nuốt kiếm. Có thể nói, người có được thể chất này chính là kiếm tu trời sinh. Mà thể chất này là cực kỳ khó gặp. Nhưng một khi đã xuất hiện thì chắc chắn chính là sự tồn tại siêu phàm. Phía sau núi, tại khoảnh khắc đột phá lên ngự khí cảnh kia, Diệp Huyên quay người lại đấm ra một quyền. Uy lực của một quyền này ít nhất tăng gấp đôi so với lúc trước. Đây chính là cái lợi khi đột phá. Bành! Trước mặt Diệp Huyên, một bóng người lùi lại khoảng 10 trượng. Lúc này, Diệp Huyên cũng đã thấy rõ được người đánh lén hắn là ai. Đó là một gã mặc áo đen bó sát người, ước chừng 20 tuổi, ánh mắt lạnh lẽo, rõ ràng là một kiếm tu. Mà rất có thể chỉ thiếu một chút xíu nữa là có thể đạt tới đại kiếm tu. Bởi vì khoảnh khắc vừa rồi Diệp Huyên có thể cảm nhận được trong kiếm có loáng thoáng mang theo kiếm mang. Gã mặc áo đen nhìn chằm chằm Diệp Huyên, hỏi, làm sao ngươi có thể cắn nuốt được hết kiếm của ta? Sắc mặt Diệp Huyên trở nên dữ tợn, đã nói là đấu đơn mà lại chơi trò bẩn này. Chết đi cho ông. Hắn vừa dứt lời, toàn thân đã vọt thẳng ra, cùng lúc đó trong bàn tay hắn xuất hiện một thanh kiếm. Kiếm linh tiêu. Từ khi đạt tới ngự khí cảnh, Diệp Huyên đã có thể ngự khí, thế nên khi kiếm linh tiêu vừa xuất hiện, từng luồng kiếm mang đã không ngừng tuôn ra từ trong thân kiếm. Kiếm mang. Tiêu chí của đại kiếm tu. Thấy cảnh tượng này, những học viên của học viện Thương Mộc đều kinh hãi. Gã mặc áo đen đối diện Diệp Huyên cũng không thể tin nổi, đại kiếm tu. Không ngờ ngươi lại là đại kiếm tu. Chớ thấy y chỉ còn cách đại kiếm tu một khoảng mà nhầm, chỉ một khoảng cách nhỏ thôi cũng đủ cho y phải tốn 20 năm, thậm chí còn lâu hơn. Gã áo đen không có thời gian suy nghĩ nhiều, bởi vì Diệp Huyên đã đi tới trước mặt gã, chém xuống một kiếm. Kiếm cương rơi xuống, vô số kiếm mang như mũi tên bắn ra. Gã biến sắc, chân phải giẫm mạnh, mượn nhờ phản lực của mặt đất dội lên mà nhanh chóng lùi lại, nhưng vẫn chậm, mấy sợi kiếm mang đã kịp xuyên thủng ngực gã. Phụt 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 phụt. Gã lảo đảo ngã nhào xuống đất, máu tươi từ ngực phun ra tung tóe. Diệp Huyên vừa dừng lại thì khẽ biến sắc, bất chợt nghiêng người, một cái bóng trắng đang đánh tới. Chính là người nam tử áo trắng vừa giao thủ với Mạc Vân Khởi kia, rõ ràng lúc này y muốn cứu nam tử áo đen. Sắc mặt Diệp Huyên đầy lạnh lùng, cầm trường kiếm đâm mạnh. Trên đỉnh mũi kiếm, một sợi kiếm mang lấp lóe. Đôi đồng tử của nam tử áo trắng hơi co lại, hai tay đột nhiên run lên kịch liệt, một luồng khí lưu màu xanh mạnh mẽ từ trong cơ thể y quét ra kết thành một màn chắn màu lam. Nhưng tấm chắn này cũng chẳng ngăn được kiếm của Diệp Huyên. Kiếm của Diệp Huyên trực tiếp xuyên qua màn chắn màu lam, dừng lại khi còn cách giữa hai đầu lông mày của nam tử áo trắng vài tấc. Bởi hai tay y đang giữ chặt lấy kiếm. Lúc này, hai bàn tay nam tử áo trắng bốc lên một ngọn lửa màu lam nhạt, chính ngọn lửa này đã ngăn cản kiếm mang mà kiếm của Diệp Huyên bắn ra. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên bước tới, một cước đạp thẳng vào nam tử áo trắng. Y phản ứng cực nhanh, lập tức buông lỏng kiếm trong tay, đè xuống. Bành! Diệp Huyên và nam tử áo trắng đồng thời lùi lại mấy trượng. Diệp Huyên vừa dừng chân, Mạc Vân Khởi và Bạch Trạch đã đi tới hai bên cạnh hắn. Lúc này trên thân Bạch Trạch chi chít dấu tay màu đỏ, đặc biệt là ở trước ngực, nơi đó đã lõm lại, nhìn khá đáng sợ. Mạc Vân Khởi cũng không khá hơn là bao, toàn bộ cánh tay phải đã gãy hoàn toàn, vốn không thể động đậy, khóe miệng vẫn đang chảy máu, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Mà nam tử áo trắng và nam tử áo đen lại chẳng hề bị thương. Lúc này, cả hai đều nhìn Diệp Huyên. Khi cả hai muốn động thủ, đột nhiên, một ông lão xuất hiện trước mặt ba người Diệp Huyên. Chính là Lão Kỷ.
Lão Kỳ vừa đáp xuống đất, Lý Huyền Thương cũng xuất hiện. Lão Kỳ uống một ngụm rượu lớn, nhìn sang Lý Huyền Thương hỏi, thế này thì sao? Cho ngươi giết ba thằng nhóc này, giết không? Lý Huyền Thương khép hai mắt lại. Đương nhiên ông ta hiểu ý của Lão Kỳ. Nếu ông ta giết ba người Diệp Huyên thì chắc chắn Lão Kỳ sẽ quyết liều đến cùng với ông ta. Mà nếu cường giả cỡ Lão Kỳ làm loạn lên, chắc chắn học viện Thương Mộc sẽ bị tổn thất nặng. Đặc biệt là nếu Lão ra tay với thế hệ trẻ tuổi, thì học viện Thương Mộc không dám chắc chắn có thể bảo vệ những đứa trẻ này. Loại cường giả này rất khó ngăn cản. Một lát sau, Lý Huyền Thương đột nhiên quay sang nhìn Diệp Huyên, nói, ngươi thực khiến người ta bất ngờ đấy. Nhưng cũng không sao, năm sau trên con đường nhỏ của Thương Sơn chắc chắn sẽ có thi thể của ngươi. Dứt lời, ông ta quay lưng dẫn theo đám học viên học viện Thương Mộc rời đi. Mấy người Lý Huyền Thương rời đi rồi, Lão Kỳ quay sang ba người Diệp Huyên, nói, có biết nam tử áo trắng và áo đen vừa rồi là ai không? Ba người Diệp Huyên lắc đầu. Lão Kỳ lại nói, chính là hai trong số ba đại kỳ tài của nội viện học viện Thương Mộc, các ngươi nên thấy may mắn vì hôm nay người còn lại không đến. Nếu không, chắc chắn lúc này ta đang nhặt xác cho các ngươi rồi. Ba người Diệp Huyên trầm mặc. Lão Kỳ nói, vừa rồi, hai người kia vẫn chưa dốc toàn lực, mà các ngươi thì hầu như đều đã dùng hết sức. Ta cho bọn họ tới chính là muốn để các ngươi xem so với học viện Thương Mộc thì thực lực hiện giờ của các ngươi yếu cỡ nào. Như những gì lão già đáng chết kia vừa nói, nếu các ngươi không cố gắng, hơn một năm sau, thi thể của ba người các ngươi sẽ được treo trên con đường nhỏ của Thương Sơn thật đấy. Khi đó, lão phu cũng không thể nhặt xác cho các ngươi được đâu. Chương 98 tiếng bước chân ở tầng thứ hai. Dứt lời, lão quay lưng rời đi, nhưng bước được vài bước thì dừng lại, nói tiếp, đúng rồi, hai người kia còn không phải người đứng đầu học viện Thương Mộc đâu. Kẻ đứng đầu là Phần Tuyệt và Bắc Thần, với thực lực hiện tại của các ngươi, nếu đối đầu với bọn họ, chắc chắn chết. Ba người Diệp Huyên trầm mặc đứng đó. Thần sắc cả ba đều ngưng trọng, bởi vì bọn họ biết Lão Kỳ không dọa mình. Vừa rồi bọn họ cũng đã thấy được thực lực của hai nam tử áo trắng áo đen. Rất khủng bố. Cho dù là Diệp Huyên đã đạt tới ngự khí cảnh cũng không dám nói chắc có thể thắng được đối phương, trừ phi là dùng đến nhất kiếm định sinh tử có lẽ mới có cơ hội đánh bại. Mà hai người kia còn không phải mạnh nhất học viện Thương Mộc. Cảm giác nguy hiểm. Lần này, cả ba người đều cảm giác được nguy hiểm. Lúc trước, cả ba đều chẳng mảy may lo lắng gì, cả ngày vô lo vô ưu. Cho dù là tu luyện cũng là bị Lão Kỳ ép đi tu luyện, chẳng có mấy phần tự nguyện. Nhưng hiện giờ cả ba người đều hiểu rất rõ ràng, nếu mình không mạnh hơn thì nhất định sau này thi thể của mình cũng được treo bên đường. Cho dù là Diệp Huyên cũng cảm nhận được nguy cơ. Dù trước kia như thế nào, nhưng hiện giờ có một vài điều nhất định hắn phải thừa nhận, đó là hiện tại hắn đã là học viên của Học viện Thương Lan, ân oán xưa kia của Học viện Thương Lan và Học viện Thương Mộc hắn không muốn gánh cũng phải gánh. Mà khi Lão Kỳ cứu muội muội mình hắn cũng đã đồng ý với Lão là sau này sẽ dốc hết sức nghênh chiến với học viện Thương Mộc, mang những thi thể trên con đường nhỏ của Thương Sơn về. Tu luyện. Ba người lặng lẽ rời đi, quay về tự tu luyện. Diệp Huyên vẫn tiếp tục đấm núi. Trải qua trận chiến vừa rồi, hắn cũng ngộ ra được một chút, lần này hắn không chỉ đấm núi đơn thuần, mà sau khi đã thêm chiến ý vào, hắn phải cố gắng để nắm đấm của mình có lực. Lực đấm. Ắt hẳn đây là mục đích mà Lão Kỳ muốn hắn đấm núi. Ra quyền, phải đấm cho ra khí thế. Khí thế một đấm lật đất vỡ núi. Từ khi ngộ ra điểm này, sức đấm và khí thế của Diệp Huyên cũng ngày càng mạnh hơn. Đương nhiên, hắn cũng phải bỏ ra cái giá lớn, hai tay hắn đã nát be bét rồi. Đêm xuống, Diệp Huyên mệt mỏi nằm trước ngọn núi nhỏ nhìn bầu trời đầy sao, thở phì phò. Hiện giờ hắn không chỉ cảm thấy mệt mỏi, mà còn thấy thoải mái. Vô cùng thoải mái. Hắn nhận thấy sau khi phát tiết toàn bộ sức mạnh trong cơ thể thì cảm giác này vô cùng sảng khoái. Dường như nghĩ tới chuyện gì đó, đột nhiên Diệp Huyên ngồi bật dậy, mở hai lòng bàn tay. Giữa hai bàn tay hắn lơ lửng một thanh kiếm. Kiếm Linh Tiêu. Thời khắc này, kiếm Linh Tiêu hơi khác lúc trước, hắn cũng không nói ra được khác biệt cụ thể thế nào, chỉ có thể cảm nhận được thôi. Nếu hắn đoán không sai thì nguyên nhân là ở thanh kiếm hắn đã cắn nuốt được lúc trước. Chắc hẳn cấp bậc của thanh kiếm này không thấp, hẳn là cấp linh kiếm, đương nhiên vẫn không tốt bằng kiếm Linh Tiêu, nếu không kiếm kia đã lấy luôn cái mạng của hắn rồi. Hạch tâm của bí quyết kiếm thể vô địch của hắn chính là kiếm. Kiếm ở đan điền càng mạnh,
Công pháp này của hắn càng thêm mạnh mẽ, mà hắn cũng có thể dùng công pháp này cắn nuốt càng nhiều kiếm. Kiếm. Nghĩ tới đây, dường như sực nhớ ra thứ gì đó, Diệp Huyên nhìn lướt qua bốn phía, thấy không có ai bèn trốn vào trong tháp giới ngục. Trong tinh không vô tận, Diệp Huyên đứng dưới chân tháp, ngẩng đầu nhìn đỉnh tháp, trên đó có cắm ba thanh kiếm. Từ góc độ này hắn chỉ có thể nhìn thấy đại khái ba thanh kiếm kia. Hắn muốn tới gần để nhìn rõ hơn, đáng tiếc là vẫn chưa đạt tới lăng không cảnh, có thể lăng không bay lên trời, nên chỉ có thể đứng từ xa xa nhìn xem. Nhìn ba thanh kiếm kia, hai mắt Diệp Huyên nóng như lửa, trực giác nói cho hắn biết, nếu có thể lấy được ba thanh kiếm này làm đan điền, e rằng trên đời này không có kiếm nào hắn không thể hút. Đúng lúc này, tháp giới ngục đột nhiên rung lên, Diệp Huyên ngây người, sau đó vội vàng tiến vào tầng thứ nhất, nhìn quanh hỏi tiền bối. Cô gái bí ẩn không trả lời. Diệp Huyên cau mày, đang muốn nói gì đó thì đột nhiên ngẩng phát đầu lên. Một chớp mắt tĩnh lặng. Đùng. Trên đỉnh đầu Diệp Huyên có tiếng bước chân vang lên. Nghe thấy tiếng bước chân này, Diệp Huyên ngây ngẩn cả người, mới đầu hắn còn tưởng mình nghe lầm, nhưng chẳng bao lâu sau, hắn có thể nghe rõ từng tiếng. Đùng 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 đùng. Tiếng bước chân trên lầu càng lúc càng lớn, càng ngày càng vang. Diệp Huyên nheo mắt hỏi, ai? Không có ai trả lời, nhưng tiếng bước chân kia càng ngày càng dày đặc, càng lúc càng lớn, càng lúc càng vang, đến cuối cùng, toàn bộ tầng thứ nhất của tháp giới ngục rung lên. Đúng lúc này, Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn ra cửa vào của tầng thứ hai, nơi đó đột nhiên rung động kịch liệt. Thấy vậy, hắn nheo mắt tự hỏi, không phải cái tên này đi ra rồi chứ? Chương 99 một chảo. Hoảng hốt. Đúng vậy. Lúc này trong lòng Diệp Huyên đang rất hoảng hốt. Bởi vì cô gái bí ẩn đã nói với hắn, kẻ ở tầng thứ hai chẳng phải người lương thiện gì, mà đã không phải là người lương thiện thì khẳng định là rất khó giao lưu rồi. Có nghĩa là, đối phương vừa xông ra sẽ không cho hắn cơ hội nói chuyện. Tiền bối. Diệp Huyên lùi lại hai bước, nhìn lướt qua bốn phía gọi tiền bối. Người vẫn còn ở đây chứ? Cô gái bí ẩn vẫn không trả lời. Diệp Huyên đang chuẩn bị bỏ chạy. Đúng lúc này, tháp giới ngục đột nhiên khẽ run lên. Chẳng mấy chốc tiếng bước chân trên lầu đá im bặt, cửa lối vào tầng thứ hai cũng yên ắng lại. Diệp Huyên ngây ngẩn cả người, sau đó vội hỏi tiền bối, là người ra tay sao? Vẫn không có người nào trả lời. Diệp Huyên còn muốn hỏi nữa, đúng lúc này, một tấm giấy trắng đột nhiên bay ra từ cửa vào tầng thứ hai. Giấy. Diệp Huyên ngẩn ra, sau đó bước lên hai bước. Tờ giấy kia cũng đã trôi tới trước mặt hắn, trên đó vẽ một khuôn mặt cười, bên dưới là hai cái ấn móng, khá giống vuốt mèo. Diệp Huyên. Đúng lúc này, lại một tờ giấy nữa bay ra từ cửa vào tầng 2. Tờ giấy kia chậm rãi ung dung trôi tới trước mặt Diệp Huyên, lần này trên đó vẽ một cái mặt tội nghiệp, bên dưới cũng có hai dấu chân nho nhỏ. Đột nhiên lại một trang giấy nữa bay ra, vèo một cái đã trôi tới trước mặt Diệp Huyên. Lần này trên đó là một cái mặt khóc, dưới cái mặt vẫn là hai dấu chân nho nhỏ. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn tầng thứ hai, hỏi, ngươi muốn ta thả ngươi ra phải không? Hắn vừa dứt lời, trên mái nhà đột nhiên vang lên một tiếng động rất nhỏ. Diệp Huyên cười khổ, nói, trước mắt không thể thả ngươi ra. Một lát tĩnh lặng, đột nhiên. Oanh! Toàn bộ tầng thứ nhất và thứ hai của tháp giới ngục đột nhiên rung lên kịch liệt. Lực trùng kích mạnh mẽ hất Diệp Huyên bay ra ngoài. Diệp Huyên đâm vào vách tháp đau đớn rên rỉ, lúc này hắn cảm thấy tứ chi toàn thân mình như vỡ tan thành từng mảnh. Nhưng hắn còn chưa tỉnh lại, một luồng khí tức tà ác đột nhiên xuất hiện ở tầng thứ nhất. Luồng khí tức tà ác này khiến cho Diệp Huyên biến sắc, vội vàng lùi ra ngoài tháp. Ngay khi luồng khí tức kia muốn tràn ra khỏi tháp thì đột nhiên một thanh kiếm trên đỉnh tháp giới ngục khẽ run lên. Oanh! Luồng khí tức tà ác kia lập tức bị chấn nát chỉ trong chớp mắt, tháp giới ngục lại khôi phục như thường. Một lúc lâu sau, Diệp Huyên thấy tháp giới ngục đã khôi phục lại mới thở phào một hơi, nhưng không dám ở lại lâu, mà vội vàng rời khỏi nơi này. Trong hiện thực, Diệp Huyên hít sâu một hơi, tìm đạo tắc. Lúc này hắn mới chính thức ý thức được tháp giới ngục kinh khủng cỡ nào. Đây mới là tầng thứ hai, còn tầng thứ ba, tầng thứ tư. Rốt cuộc tháp này giam giữ thứ quỷ gì chứ? Nhất định phải tìm đạo tắc. Diệp Huyên tỉnh táo lại xong liền vội đi tắm rửa rồi quay về viện của mình. Tới cổng viện, hắn thấy một bóng hình nhỏ bé đáng yêu đang ngồi trước thềm đá. Chính là Diệp Liên. Cũng như trước kia,
Dù hắn ra ngoài bao lâu, khi quay về cũng sẽ nhìn thấy muội muội Diệp Liên đang chờ mình. Diệp Huyên đi tới trước mặt Diệp Liên, thấy cô bé đã ngủ, hắn bèn nhẹ nhàng bế cô bé lên. Diệp Liên vô thức ôm chặt lấy hắn, chôn cái đầu nhỏ trong ngực hắn, miệng gọi ca. Diệp Huyên cười cười bế Diệp Liên về phòng của cô bé, đắp kín chăn cho cô bé rồi rời đi. Cách đó không xa, Lão Kỳ đã chờ ngoài cổng chẳng biết từ khi nào. Lão Kỳ nói, đi theo ta một chút. Nói xong, Lão quay người đi ra ngoài. Diệp Huyên cũng đi theo. Trên đường, Lão Kỳ rút cho mình một ngụm rượu lớn rồi nói, chuyện của Học viện Thương Mộc tạm thời kết thúc. Nhưng ngày sau các ngươi xuống núi vẫn phải cẩn thận một chút. Hiện giờ oán khí trong Học viện Thương Mộc rất lớn, ai cũng muốn báo thù, nhưng đều bị Học viện trấn áp xuống. Đương nhiên, không phải bọn họ muốn dừng lại, mà là đang chờ Phần Tuyệt và Bắc Thần trở về. Bọn họ không có ở trong Học viện Thương Mộc sao ạ? Diệp Huyên hỏi. Lão Kỳ lạnh nhạt đáp, nếu bọn họ có ở Học viện Thương Mộc, thì người hôm đó đến khiêu chiến với các ngươi sẽ không phải ba đại kỳ tài kia. Học viện Thương Mộc đã không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay là phải chết. Diệp Huyên trầm mặc. Lão Kỳ lại nói, có ta ở đây, Học viện Thương Mộc sẽ không dám phái cường giả đến ám sát các ngươi, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Cho nên, ở bên ngoài phải tự biết cẩn thận, đừng có sơ sẩy mà bị người ta xử lý. Diệp Huyên gật đầu đáp, ta hiểu rồi. Lão Kỳ đột nhiên dừng chân, tiếp tục nói, nửa tháng nữa là lúc ngươi phải tới núi Lưỡng Giới đúng không? Diệp Huyên nhìn Lão Kỳ, hỏi lại, viện trưởng biết sao à? Lão Kỳ gật đầu, cả Khương Quốc cũng chỉ có hai ba người có được tư cách kia. Ăn nha đầu cho ngươi tư cách đó, xem ra rất yêu ái ngươi. Diệp Huyên không nói gì. Lão Kỳ do dự một chút, lại nói, nhóc con, ngươi không phải người bình thường, nhưng An Nha đầu kia lại càng không phải người bình thường. Học viện Thương Mộc vốn hành xử ngang ngược như vậy nhưng An Lan Tú nói rằng không gia nhập là không gia nhập. Cả Học viện Thương Mộc cũng chẳng dám hó hé gì. Chỉ nhìn từ đó thôi, ngươi cũng thấy được con bé kinh khủng cỡ nào rồi chứ. Chương 100 chỉ muốn làm bạn. Diệp Huyên cười nói, tiền bối muốn nói gì? Lão Kỳ nhàn nhạt nói, ta muốn nói gì trong lòng ngươi tự hiểu. Diệp Huyên cười cười, viện trưởng lo sợ ta thân cận với nàng ta sẽ rước họa vào thân, đúng không? Lão Kỳ gật đầu, An Nha đầu không có ý xấu với ngươi, nhưng người sau lưng con bé thì không chắc. Tốt nhất là cách xa con bé một chút, hoặc là chờ đến khi ngươi có thực lực tuyệt đối thì hắn tiếp cận, như thế là tốt cho cả hai người các ngươi. Diệp Huyên lắc đầu. Lão Kỳ nhìn Diệp Huyên. Hắn khẽ trả lời, ta và nàng chỉ là tương chi, tương giao, không có thứ gì khác. Lão Kỳ lắc đầu, ngươi nghĩ đơn giản quá rồi. Ngươi và con bé không có gì mập mờ, nhưng chẳng lẽ người bên ngoài nhìn vào đều sẽ nghĩ như ngươi vậy sao? Hay là ngươi cảm thấy thế giới này toàn người tốt, tất cả mọi người đều biết nói đạo lý? Diệp Huyên nhún vai, nếu người của gia tộc nàng dám đến gây sự với ta, ta nhất định sẽ đánh cho đến khi bọn họ không dám gây sự nữa thì thôi. Lão Kỳ giơ ngón tay cái lên với Diệp Huyên. Có dũng khí, đáng tiếc, chỉ thế thôi. Diệp Huyên không phục, nếu không thì phải làm sao bây giờ? Hay bây giờ ta đi nói với An cô nương là ta sợ người nhà nàng ấy, nên chúng ta đừng làm bạn nữa. Lão Kỳ nhìn thẳng vào Diệp Huyên, hỏi lại, thằng nhóc nhà ngươi thực sự chỉ muốn làm bạn với người ta thôi sao? Không có ý khác chứ? Diệp Huyên trừng mắt, ta không hiểu ông đang nói gì. Nói xong, hắn nhìn ra phía xa xa. Lão Kỳ khẽ thở dài, bước lên một bước đứng bên cạnh Diệp Huyên. Nói, đây là lựa chọn của ngươi, ta không tiện nói nhiều. Cuối cùng, khi tới núi Lưỡng Giới, có ba điều ngươi phải cẩn thận. Thứ nhất đương nhiên là Học viện Thương Mộc. Rất có thể hai đại yêu nghiệt kia và ba đại kỳ tài của Học viện Thương Mộc cũng sẽ tới đó, nếu gặp được thì cũng đừng có cậy mạnh, nên chạy vẫn phải chạy. Thứ hai là cẩn thận với người Đường Quốc. Chắc chắn lần này Đường Quốc cũng phái người đi, quan hệ của Khương Quốc chúng ta và Đường Quốc cũng như Học viện Thương Mộc và Học viện Thương Lan vậy, ngươi hiểu chưa? Lão hơi dừng lại một chút rồi nói tiếp, thứ ba, phải cẩn thận với thiên tài nước khác một chút, mấy chuyện giết người cướp của là chuyện thường ngày. Ngươi nên nhớ, có rất nhiều thiên tài đã quật khởi nhờ dẫm lên thi thể một thiên tài khác. Ta biết ngươi vẫn luôn đánh nhau giết người từ nhỏ tới giờ, nhưng ở bên ngoài pháp tắc sinh tồn lại càng tàn nhẫn hơn. Diệp Huyên khẽ gật đầu, ta sẽ nhớ kỹ. Lão Kỳ lại uống một ngụm rượu, tiếp tục nói, hỏa linh trong cơ thể muội muội ngươi đang bị cắn nuốt. Sẽ không kiên trì được bao lâu.
Mà tòa động phủ kiếm chủ lần này ngươi tới lại nằm trên một ngọn núi lửa, nếu có cơ hội thì tìm một chút vật phẩm hệ hỏa về, càng nóng càng tốt. Diệp Huyên hơi thi lễ, muội muội ta ở đây, làm phiền viện trưởng. Lão Kỳ nói, yên tâm đi, con bé ở đây rất an toàn. Dứt lời, lão dừng bước, nói tiếp, trước khi tới núi lưỡng giới hãy tu luyện thêm lực đấm cho đạt đi. Hiện giờ lực của ngươi còn chưa đủ. Lực đấm, nắm đấm chưa ra lực đã xuất, đạt được như vậy mới gọi là lực đấm. Còn cả chiến ý của ngươi nữa, đừng có quá vội, từ hiện tại đến mức tông sư võ đạo ngươi vẫn còn cả một quá trình này cần phải chậm rãi bước dần. Võ đạo không thể vội vàng được, cứ để nước chảy thành sông mới là tốt nhất. Diệp Huyên thi một lễ thật sâu với Lão Kỷ, xin nghe chỉ bảo. Lão Kỷ nhẹ nhàng gật đầu nói, quay về tu luyện đi. Tu ra được lực đấm rồi sẽ có hữu ích rất lớn khi ngươi tới núi lưỡng giới. Diệp Huyên thi lễ một lần nữa rồi quay lưng rời đi. Nhìn theo bóng lưng Diệp Huyên rời đi, Lão Kỷ khẽ nói, không nóng không vội. Là mầm mống tốt. Nói xong, lão lại uống một ngụm rượu lớn rồi quay người biến mất phía xa xa. Phía sau núi. Diệp Huyên lại một lần nữa đi tới trước ngọn núi nhỏ kia, chẳng mấy chốc từ phía ấy đã vang lên tiếng ầm ầm. Dưới thác nước, Bạch Trạch vẫn đang điên cuồng đi ngược dòng chảy. Trong núi lớn, Mạc Vân Khởi cũng đang điên cuồng chạy trốn, mà lần này không chỉ có một con ma lang đuổi theo y mà là tận hai con. Khổ tu. Sau lần giao thủ với học viên học viện Thương Mộc, ba người Diệp Huyên bắt đầu bước vào hình thức tu luyện điên cuồng. Vì cả ba người đều đã thấy được thực lực của học viên học viện Thương Mộc, mà sau này chắc chắn bọn họ sẽ phải đối đầu với đối phương. Không có ai muốn thua, hay là muốn chết. Tu luyện. Điên cuồng tu luyện. Suốt một khoảng thời gian sau đó, ba người Diệp Huyên bắt đầu tiến vào hình thức tu luyện điên cuồng, ngoại trừ lúc ăn cơm, đi ngủ, cả ba dùng tất cả thời gian để tu luyện. Đặc biệt là Mạc Vân Khởi và Bạch Trạch, lúc trước khi giao thủ với học viên học viện Thương Mộc. Hai người bọn họ đều bị người ta áp chế gắt gao, gần như không có sức đánh trả, cả hai đều tâm cao khí ngạo, nên không muốn xảy ra chuyện như vậy một lần nữa. Nửa tháng sau, khổ tu một thời gian đương nhiên có hiệu quả. Mạc Vân Khởi đã có thể hạ được vài lưỡi đao khi bị hai con ma lang truy kích, đồng thời còn có thể dễ dàng phóng phi đao phản kích. Còn Bạch Trạch ở dưới thác nước thì không cần buộc xích sắt nữa cũng có thể đi ngược dòng. Hiện giờ nhục thân và sức lực của y đã có sự thay đổi rất lớn. Còn về phần Diệp Huyên, trước ngọn núi nhỏ, hắn khẽ nhắm mắt, toàn thân như một pho tượng. Không biết bao lâu sau, hắn bất chợt mở mắt ra, tay phải nắm chặt thành quyền. Oanh! Một luồng uy lực vô hình từ trong cơ thể hắn quét ra. Nơi xa. Bành! Một tảng đá lớn chừng mấy trượng vỡ vụn. Lực! Lực đấm! Mà lúc này, Diệp Huyên đột nhiên đấm xuống đất. Oanh! Lấy Diệp Huyên làm trung tâm, trong khoảng vài chục trượng quanh hắn, mặt đất nổ tung, vô số đá vụn như mũi tên bắn ra tung tóe. Diệp Huyên đứng dậy, thoáng nhìn nắm đấm của mình, ánh mắt tràn đầy hưng phấn, con mẹ nó chứ, ta thật lợi hại. Đúng lúc này, giữa sân bất ngờ có tiếng vang lên. Chát! Sau một tiếng tát tai vang dội, toàn thân Diệp Huyên bay thẳng lên vách núi đá bên ngoài mấy chục trượng. Ầm, vách núi khẽ run lên, vô số đá vụn rơi xuống hắn. Một lát sau, Diệp Huyên chậm rãi bò lên, trên má của hắn có thêm một dấu móng vuốt nho nhỏ. Chương 101, đao ý. Diệp Huyên hoàn toàn ngơ ngác. Ai đánh mình? Hắn nhảy dựng lên, gọi ra kiếm linh tiêu, để phòng nhìn khắp bốn phía, nhưng chẳng phát hiện ra thứ gì. Hắn thu lại ánh mắt, soi vào kiếm linh tiêu. Có thể thấy được trên má phải của mình có một dấu móng vuốt nhỏ, sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn nhận ra dấu móng này. Giống y như trên tờ giấy bay ra từ trong tháp giới ngục. Tên kia có thể bay ra sao? Nghĩ tới chuyện này, Diệp Huyên hoảng hốt, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Hắn vội vàng quay lại tháp giới ngục, nhưng nơi đây lại vô cùng bình tĩnh, chẳng hề có động tĩnh gì, trên lầu cũng rất yên lặng. Diệp Huyên nhìn thoáng qua cửa lối vào tầng 2. Sắc mặt khá cổ quái. Hắn có thể khẳng định, chắc chắn chính là cái tên ở tầng thứ 2 này đã đánh mình, mà hắn lại chẳng thể làm gì. Lên tầng 2 đơn đấu với đối phương sao? Muốn chết à? Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Diệp Huyên xoa xoa má phải nóng bỏng rồi quay người rời khỏi tháp giới ngục. Vào giữa trưa, trong điện Thương Lan, đám người ngồi quanh bàn ăn,
Trên mặt bàn là hơn 10 món ăn, chay mặn đều có, thơm nước mũi. Lần này Kỳ An Chi không hề động đũa, chỉ liếm liếm đũa, chẳng ngại mất hình ảnh, mà đám người cũng quen từ lâu rồi. Lúc này, đột nhiên Lão Kỳ nói, ăn xong bữa này là lúc các ngươi nên rời đi rồi. Rời đi. Diệp Huyên nhìn Lão Kỳ, bọn họ cũng phải tới núi lưỡng giới sao. Lão Kỳ lắc đầu, ta dẫn hai người bọn họ tới một chỗ huấn luyện khác. Diệp Huyên khẽ gật đầu, rồi nhìn sang Mạc Vân Khởi và Bạch Trạch, dặn dò, bảo trọng. Bạch Trạch đáp, ngươi cũng vậy. Mạc Vân Khởi cười hì hì, lần sau gặp lại, chúng ta sẽ luận bàn một chút. Diệp Huyên cười cười, đang định nói gì đó, đột nhiên Diệp Liên bên cạnh hừ một tiếng, chắc chắn huynh không đánh lại ca ca ta được. Mạc Vân Khởi trợn trừng trắng mắt, đúng vậy, ca ca muội lợi hại nhất. Hiện giờ xem như hắn ta đã hiểu, trong học viện Thương Lan này, người không nên đắc tội nhất chính là cô nhóc trước mặt đây, bởi vì cô bé có địa vị cực cao trong lòng mọi người, không chỉ biết làm cơm, mà còn biết rót rượu cho Lão Kỳ, nửa đêm còn làm đồ ăn cho Kỳ An Chi. Đặc biệt, cô bé còn giặt quần áo cho bọn họ nữa. Chính Bạch Trạch cũng rất thích cô bé. Nếu hắn ta đắc tội với cô bé chẳng khác nào đắc tội với tất cả mọi người. Diệp Liên cong cong khóe miệng cười một tiếng rồi gắp một miếng thịt nạc bỏ vào bát Diệp Huyên, nói ca, huynh ăn đi. Diệp Huyên nhẹ nhàng xoa xoa đầu Diệp Liên, ánh mắt tràn đầy cương chiều. Mạc Vân Khởi đột nhiên lắc đầu thở dài, ôi, muội muội nhà người ta. Cả đám nhìn nhau cười. Nửa canh giờ sau, Lão Kỳ dẫn theo Mạc Vân Khởi và Bạch Trạch xuống núi. Dưới núi, Mạc Vân Khởi phất phất tay với Diệp Huyên, lần sau gặp chúng ta sẽ đánh một trận. Diệp Huyên cười cười đáp, được. Bạch Trạch lại hơi thi lễ với hắn, bảo trọng. Nói xong, y quay lưng cùng Mạc Vân Khởi bước nhanh đi theo Lão Kỳ. Diệp Huyên lôi kéo Diệp Liên đi tới trước mặt Kỳ An Chi, nhìn Kỳ An Chi, hỏi thẳng, muội muội ta ở đây có an toàn không? Kỳ An Chi nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên cứ nhìn nàng chằm chằm, cũng không nói gì. Đúng lúc này, Kỳ An Chi đột nhiên nghiêng người, một khắc sau, trong tay nàng ta có thêm một thanh đao mỏng như cánh ve, thoáng một cái nàng ta đã xuất hiện cách đó 10 trượng. Nàng ta vừa dừng lại, mặt đất sau lưng nàng ta liền vỡ vụn thành một cái khe. Sâu không thấy đáy. Không chỉ vậy, trong khe nứt kia vẫn có một cỗ sức mạnh thần bí quanh quẩn không tiêu tan. Thấy cảnh tượng này, đồng tử của Diệp Huyên hơi co lại, trong lòng vô cùng chấn động. Bởi vì kia là ý cảnh. Đao ý. Không ngờ kẻ tham ăn trước mặt mình đây lại mạnh mẽ đến như vậy. Lúc này nhớ lại hắn cũng cảm thấy hơi sợ hãi. Bởi vì trước kia cô nàng tham ăn này suýt nữa đã cầm đao chém chết hắn. Lúc này, Diệp Liên đi tới trước mặt Diệp Huyên, lấy ra một bao quần áo dúi vào trong lòng hắn, dặn dò ca, trong này có một đôi giày, là muội mới may đó. Còn có một ít lương khô nữa, đều là do muội làm. Rời khỏi nơi này rồi ca ít đánh nhau đi nhé, đừng có làm mình bị thương. Còn nữa, muội sẽ ngoan ngoãn ở lại đây, ca đừng lo lắng cho muội. Chương 102, các ngươi chỉ là một đám đệ đệ. Diệp Huyên nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu Diệp Liên. Nói chờ ca về nhé. Dứt lời, hắn cõng bao đồ lên quay người đi về phía xa xa. Hắn không phải một kẻ bụng đang đói có kẻ mời ăn lại giả no từ chối, mặc dù không nỡ xa muội muội, nhưng nam nhi chí tại bốn phương, có một số chuyện, trong một số thời điểm, nên quả quyết mà làm, chứ không phải lề mề lần khần. Trong ánh mắt chăm chú của Diệp Liên, bóng lưng của Diệp Huyên càng lúc càng mờ đi. Diệp Liên không khóc, cô bé cứ đứng như vậy mà nhìn. Cho tới khi Diệp Huyên hoàn toàn biến mất ở phía xa xa, cô bé vẫn không rời mắt. Một lúc lâu sau, cô bé quay người đi tới bên cạnh Kỳ An Chi, kéo kéo tay nàng ta, nói, Kỳ tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Kỳ An Chi thoáng nhìn Diệp Liên, an ủi, chớ lo lắng. Diệp Liên cong môi cười đáp, ca đã dặn chúng ta chờ huynh ấy trở về, thì nhất định huynh ấy sẽ trở về. Ca ca chưa bao giờ thất hứa với muội. Kỳ An Chi khẽ gật đầu. Quay đầu nhìn theo phía xa xa, dường như nghĩ tới điều gì đó, khẽ lắc đầu, nam nhi không tệ, chỉ tiếc là thích nam nhân. Sau khi xuống núi, Diệp Huyên đi thẳng tới nơi đáp thuyền bay Túy Tiên Lâu bên ngoài đế đô, hắn muốn tới núi lưỡng giới thì đương nhiên là phải ngồi thuyền bay. Nhưng hắn vừa rời thành đã có một đám người xông ra. Nhìn vào cách ăn mặc thì hiển nhiên đều là học viên của Học viện Thương Mộc. Từ sau khi Diệp Huyên giết học viên của Học viện Thương Mộc,
Có thể nói là không giây phút nào học viên của Học viện Thương Mộc không nghĩ đến chuyện báo thù. Tuy bọn họ không dám đi thẳng tới Học viện Thương Lan tìm ba người Diệp Huyên nhưng bọn họ cũng không hề từ bỏ, lúc nào cũng phái người canh giữ dưới núi của Học viện Thương Lan. Bây giờ Diệp Huyên xuống núi, bọn họ vừa nhận được tin tức liền lập tức chạy tới. Diệp Huyên dừng bước. Thấy hắn dừng bước, một đám học viên Học viện Thương Mộc cũng nhao nhao dừng lại. Diệp Huyên quay lưng nhìn đám học viên Học viện Thương Mộc một chút, rồi hỏi, đấu đơn hả? Đấu đơn? Đám người sửng sốt, trực tiếp vậy cơ à? Lúc này, một học viên Học viện Thương Mộc đứng dậy, chậm rãi đi đến trước mặt Diệp Huyên, gần giọng nói, Diệp Huyên, ngươi giết học viên của Học viện Thương Mộc ta, hôm nay, ta. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên biến mất. Gã kia còn chưa nói xong, cả người đã bay ra mấy trượng. Áp đảo hoàn toàn. Thấy cảnh này, đám học viên Học viện Thương Mộc lập tức ngây dại. Mạnh vậy sao? Những học viên kia nhìn nhau một chút, muốn cùng xông lên, đúng lúc này, Diệp Huyên bất ngờ nói, các ngươi nhiều người như vậy, không bằng cùng lên đi. Dù sao thì Học viện Thương Mộc cũng không cần mặt mũi gì, tới đi, cùng lên đi. Nghe vậy, sắc mặt đám học viên Học viện Thương Mộc đều khá khó coi. Cùng xông lên sao? Vốn bọn họ cũng muốn cùng xông lên, nhưng Diệp Huyên nói như thế khiến bọn họ không dám cùng xông lên nữa. Bởi vì đây là giữa ban ngày ban mặt, nếu thật sự quần ẩu, dù có thắng thì chuyển đi cũng không dễ nghe. Thấy đám học viên Học viện Thương Mộc kia không dám ra tay, Diệp Huyên chỉ bọn họ nói các ngươi chỉ là một đám đệ đệ. Nói xong, hắn quay lưng rời đi. Sau lưng Diệp Huyên, sắc mặt đám học viên Học viện Thương Mộc vô cùng khó coi, nhưng không ai dám ra tay. Bọn họ không phải lũ ngu, chỉ xem tình huống Diệp Huyên vừa ra tay kia là biết cả đám bọn họ căn bản không ai có thể làm đối thủ của Diệp Huyên. Nếu tiếp tục đánh sẽ chỉ tự rước lấy nhục. Nói một cách đơn giản, hiện giờ bọn họ đã nhận rõ một sự thật, chính là, chỉ có người nội viện mới có thể đối phó được với Diệp Huyên. Cứ như vậy, trong ánh nhìn chăm chú của đám học viên Học viện Thương Mộc, Diệp Huyên dần dần biến mất phía xa xa. Nửa canh giờ sau, Diệp Huyên leo lên thuyền bay. Lần này hắn ở phòng hạng nhất, đương nhiên là nhờ tấm thẻ tím kia. Có được tấm thẻ kia, hắn có thể ăn ở miễn phí tại phòng hạng nhất. Chuyện tốt thế này, đương nhiên Diệp Huyên sẽ không từ chối, có tiện nghi mà không kiếm chính là kẻ ngu. Sau khi thuyền bay khởi động, Diệp Huyên đi lên boong chơi. Là ngươi. Đúng lúc này, một âm thanh quen thuộc vang lên bên tai Diệp Huyên. Diệp Huyên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy có một cô gái váy đỏ đứng cách mình không xa. Cô gái rất đẹp, đặc biệt là dáng người thon dài kia khiến cho người ta không nhịn được mà muốn ôm vào lòng mà thưởng thức. Nàng ta chính là Mạt Tùy Thanh, người đã từng có xích mích với hắn. Bên cạnh Mạt Tùy Thanh còn có một nam tử nữa. Y mặc một bộ áo gấm hoa lệ, đầu đội kim quan lưng đeo ngọc bội, mặt như bạch ngọc, rất anh tuấn. Nam tử kia cũng nhìn Diệp Huyên, không ngừng đánh giá hắn. Diệp Huyên chỉ nhìn thoáng qua Mạt Tùy Thanh rồi thu lại ánh mắt, sau đó đi lên đầu thuyền, nhìn cảnh sắc bên dưới đang nhỏ dần, trong lòng lại nghĩ tới kiếm tiên trong truyền thuyết. Ngự kiếm giữa thiên địa. Đây là mộng tưởng của mỗi kiếm tu. Thấy Diệp Huyên chẳng buồn nhìn mình, sắc mặt Mạt Tùy Thanh lạnh đi. Từ khi sinh ra tới nay, dù là đi tới đâu nàng ta cũng hấp dẫn vô số ánh mắt, có bao giờ bị người ta lờ đi như vậy đâu. Nàng ta đi tới bên cạnh Diệp Huyên. Diệp Huyên quay sang nhìn nàng ta, nhíu mày. Nữ nhân trước mắt hắn đây quả thực rất đẹp, chỉ cần là đàn ông đều sẽ thích ngắm, nhưng hắn thực sự không thích, phải nói là chán ghét. Hắn cực kỳ chán ghét loại nữ nhân không biết tôn trọng người khác lại cứ tự cho mình là đúng này. Vẫn là An Lan Tú tốt hơn. Nghĩ tới nữ tử toàn thân váy trắng như tuyết kia, lông mày Diệp Huyên giãn ra, hơi mỉm cười. Diệp Huyên. Đúng lúc này, Mạt Tùy Thanh đột nhiên cười nói, thế nào? Ta không được ngươi chào đón vậy sao? Diệp Huyên lắc đầu trả lời, Mạt cô nương, đạo bất đồng bất vi tương mưu. Mạt Tùy Thanh nhắm mắt lại. Nói, nghe nói ngươi đã gia nhập Học viện Thương Lan. Diệp Huyên gật đầu. Chúc mừng, Mạt Tùy Thanh cười cười nói, khuôn mặt sáng lạn, nhưng lời nói lại khá chói tai. Diệp Huyên chỉ khẽ gật đầu, chẳng nói gì, cũng không muốn nói gì, quay lưng đi sang một bên khác. Mạt Tùy Thanh không định bỏ qua, lập tức đi theo, hơn một năm nữa là đến thời hạn thi đấu của Học viện Thương Mộc và Học viện Thương Lan. Diệp Huyên chẳng buồn trả lời. Mạt Tùy Thanh lại nói, đến lúc đó nhất định ta sẽ tới quan sát.
Diệp Huyên thoáng liếc nàng ta một cái, rồi lại đi qua một bên khác. Thấy vậy, sắc mặt Mạc Tùy Thanh xa sầm xuống, dường như nghĩ tới chuyện gì đó, nàng ta nhìn thoáng qua nam tử bên cạnh, cười nói, Mộc Huynh, Huynh xem, người ta rất không chào đón ta. Nam tử kia thoáng nhìn qua Diệp Huyên, lại liếc nhìn Mạc Tùy Thanh, chẳng nói gì. Y không ngốc, đương nhiên hiểu được việc cô gái bên cạnh muốn lợi dụng mình. Mà lúc này, đột nhiên Diệp Huyên quay sang nhìn Mạc Tùy Thanh, nói, ngươi không nhìn ra được ta rất ghét ngươi sao? Ngươi có thể đừng có tới gần ta nữa được không? Ngươi còn ở gần ta chỉ sợ mình không nhịn được mà vung quyền đấm chết ngươi. Mạc Tùy Thanh, chương 103, ngươi đến rồi. Đôi mắt Mạc Tùy Thanh nhìn xoáy vào Diệp Huyên, hai tay siết chặt, cả người run rẩy. Người đàn ông kế bên thì mang vẻ kinh ngạc. Diệp Huyên dứt lời thì xoay người rời đi, không ngờ bị Mạc Tùy Thanh lên tiếng chặn lại, ngươi dám bôi nhỏ ta. Hắn dừng bước, đi đến trước mặt nàng ta, bôi nhỏ. Ta đã bỏ qua cho cô hai lần, chính cô mới là người bám mãi không buông. Vừa nói, Diệp Huyên vừa đưa tay lên ngắt má nàng ta, Mạc cô nương, cô tự hỏi lòng mình mà xem, ngoại trừ gương mặt và thân phận thì cô còn lại gì. Nói cách khác, nếu không có gương mặt và thân phận con cháu nhà họ Mạc này, liệu có gã đàn ông nào còn tiếp tục xung xoe quanh cô nữa không? Cô cho rằng họ thích cô thật lòng ư? Không đâu, họ chỉ ham muốn thân thể của cô, thân phận của cô mà thôi. Không có hai thứ trên, trong mắt họ cô còn không đáng giá một đồng. Hắn thu tay về, tiếp tục nói cô cho rằng cô là người đang đùa bỡn những gã đàn ông kia, nhưng thứ cho ta nói thẳng, việc ấy có ý nghĩa gì không? Phàm là người có chút đầu óc sẽ không bị cô xoay như trong chóng. An cô nương nói không sai, nhà họ Mạc dù gì cũng là thế gia có tiếng, nhưng cô suốt ngày chỉ biết làm những trò này, không cảm thấy bẽ mặt gia tộc ư. Cô tự mà ngẫm nghĩ lại đi, cũng đừng tính kế ta nữa. Ta không muốn bị cả nhà cô truy sát sau khi đánh chết cô đâu. Nói xong, hắn không còn lưu luyến gì nữa, dứt khoát rời đi, để lại Mạc Tùy Thanh bất động tại chỗ với gương mặt như băng giá và hai tay cuộn tròn thành đấm, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Huyên tuy không thật sự ghét Mạc Tùy Thanh nhưng cũng chẳng có mấy hào cảm với loại con gái tự phụ như vậy. Hắn gạt nàng ta ra khỏi suy nghĩ, trở lại ghế lô, tiến vào tháp giới ngục. Tiền bối. Quét mắt nhìn bốn phía một vòng, hắn khẽ khàng gọi. Đáp lại hắn chỉ có một sự im lặng tuyệt đối, không hề có giọng nói của cô gái bí ẩn. Việc nàng ta bỗng nhiên mất tích khiến lòng hắn có chút hốt hoảng, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Đúng lúc ấy, một mảnh giấy bay ra từ lối vào tầng thứ hai của tháp. Diệp Huyên nheo mắt lại. Mảnh giấy lờ đờ trôi đến trước mặt hắn, trên đó là một gương mặt điềm tĩnh, không nhìn ra vui buồn mừng giận, nhưng ở dưới gương mặt lại là một dấu móng tay. Khóe miệng Diệp Huyên cứng ngắc, liếc nhìn bốn phía một lượt rồi vội vàng rời khỏi tháp giới ngục. Rốt cuộc là ai, hay thứ gì, đang bị giam lỏng ở tầng 2? Diệp Huyên nghi ngờ không thôi. Nhưng cho dù là ai hay gì đi nữa, hắn chỉ biết rằng đó là thứ hắn tuyệt đối không địch lại nổi vào lúc này. Chỉ có thể nhanh chóng tìm đạo tắc, hắn quyết định như vậy. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Diệp Huyên lao mình vào những đợt tu luyện khắc nghiệt. Tuy đã đạt đến ngự khí cảnh nhưng hắn vẫn chưa hiểu hết về cảnh giới này, đặc biệt là cách vận dụng kiếm khí và kiếm mang. Đáng tiếc là cô gái bí ẩn không tiết lộ gì về chúng, vì vậy Diệp Huyên chỉ có thể tự mình tìm tòi học tập. Điều đáng nói là hắn đã có thể thi triển nhất kiếm định sinh tử mà không phải chật vật như trước nữa. Không chỉ vậy, uy lực của chiêu thức cũng đã tăng lên rất nhiều, hoàn toàn có thể giết chết một cường giả lăng không cảnh, trở thành át chủ bài kiêm sát chiêu lớn nhất của hắn. Sau đó, Diệp Huyên điên cuồng tu luyện quyền lẫn kiếm, tuyệt đối không bỏ bê bất kỳ bên nào. Thời gian trôi qua như một cái chớp mắt, hai ngày sau, thuyền bay chậm rãi hạ xuống khi gần đến lưỡng giới thành. Diệp Huyên đi lên bong thuyền, nhìn xuống tòa thành đang càng lúc càng lớn dần ở bên dưới. Hắn có chút kinh ngạc khi nhìn thấy từng tốp binh lính canh gác ở bốn góc tường thành, bên dưới là hơn nghìn binh lính khác đang hăng say thao luyện. Ai nấy đều động tác chỉnh tề, mang ý sát phạt, không khác gì một đội quân mũi nhọn. Khi thuyền bay vững vàng đáp xuống lưỡng giới thành, Diệp Huyên vừa nhảy xuống thì một bóng người xuất hiện trước mặt hắn. Mạc Tùy Thanh. Diệp Huyên nhíu mày, chưa kịp mở miệng thì nàng ta đã lên tiếng trước, ngươi nhớ đó cho ta. Rồi bỏ đi không một lời giải thích. Khó hiểu thật. Diệp Huyên lắc lắc đầu rồi lấy tấm bản đồ được Lão Kỳ đưa cho ra, nhanh chóng tìm được vị trí động phủ được đánh dấu trên đó.
Hắn không nán chân lại trong thành mà trực tiếp rời khỏi, chạy băng băng vào dãy núi bên phải, nhanh chóng thâm nhập lòng núi rộng lớn, đây là môi trường hắn vốn không xa lạ gì. Hắn men theo chỉ dẫn trên bản đồ mà đi khoảng 2 giờ đồng hồ. Càng vào sâu trong núi, nhiệt độ càng tăng lên. Không lâu sau đó, hắn dừng lại cách một miệng cốc khổng lồ nằm lọt thỏm giữa ba ngọn núi trụm lại hình chân vạc. Đến rồi. Diệp Huyên vừa định tiến lên thì bị một luồng uy áp bọc lấy. Hắn khẽ biến sắc, lia mắt nhìn khắp nơi nhưng không phát hiện ra ai. Chứng nhận thân phận. Nghe thấy một giọng nói lạ vang lên bên tai, Diệp Huyên vội vàng lấy khối ngọc bội do An Lan Tú đưa cho ra. Khi hắn giơ nó lên, luồng uy áp kia nhanh chóng biến mất. Hắn lại yên lòng tiến lên, không bao lâu sau đã vào lòng thung lũng. Đúng lúc ấy, kiếm linh tiêu trong thân thể hắn bỗng nhiên chấn động như muốn lao ra ngoài khiến Diệp Huyên kinh hãi, vội vàng chấn áp nó. Có chuyện gì thế này? Hắn cau mày, tự hỏi đầy nghi ngờ. Ngươi đến rồi. Một giọng nói vang lên về phía bên phải Diệp Huyên. Hắn đưa mắt sang, nhìn thấy một nữ tử trong bộ váy dài màu bạc, bên hông dắt một thanh loan đao vàng. Cửu công chúa. Chương 104, ta dẫn ngươi đi giết người. Diệp Huyên đi đến, nói với vẻ kinh ngạc, cô biết ta sẽ đến. Cửu công chúa quan sát hắn một phen rồi gật đầu, theo ta. Nàng ta lập tức đi ngay mà không chờ đợi, Diệp Huyên suy nghĩ một chốc rồi đuổi theo. Thấy cửu công chúa giữ im lặng suốt một đoạn đường, Diệp Huyên không nhịn được thốt lên, cô biết ta sẽ đến ư. Nàng ấy là bạn thân của ta, đáp lại hắn là một câu trả lời ngắn gọn. An Lan Tú. Diệp Huyên bừng tỉnh, hẳn là An Lan Tú đã kể chuyện nàng ta đưa ngọc bội cho hắn cho cửu công chúa nghe. Có cửu công chúa dẫn đường, hai người họ đi đến một khoảnh đất trống trong rừng rậm, nàng trực tiếp ngồi xuống và bảo hắn làm theo. Diệp Huyên cũng không ngại bẩn, xếp bằng ngồi xuống. Cửu công chúa nhặt lấy một nhánh cây, dùng nó vẽ một vòng tròn trên mặt đất, động phủ này thuộc về kiếm chủ thương giới. Một nhân vật từng kinh động toàn bộ thanh thương giới mà có lẽ ta không cần giới thiệu nhiều. Nó không thuộc về thời kỳ đỉnh cao của ông ấy mà là niên đại xa xưa hơn, nhưng chính vì vậy mới có giá trị khó mà tính toán được. Những người tham gia vào việc khai phá động phủ này là những vị đại lão phía trên cùng những thế lực tông môn trên núi. Nàng khựng lại, liếc Diệp Huyên một cái, không có bất kỳ người hay thế lực nào có thể một mình chiếm trọn động phủ này, vì vậy để không xảy ra tranh chấp, phía trên đã ban lệnh tư cách. Cho phép thế hệ trẻ của các thế lực vào tìm kiếm cơ duyên. Nói tóm lại, lần này không chỉ có người Khương quốc mà còn có thiên tài đến từ các nước khác cũng như đệ tử tông môn khác. Ngươi sẽ được gặp mặt những vị thiên chi kiêu tử đó. Diệp Huyên hỏi, có người của học viện Thương Mộc không? Cửu công chúa nhìn hắn, có, nhưng không biết là ai. Diệp Huyên gật đầu, dù sao thì cùng lắm là đánh một trận thôi. Cửu công chúa như đọc được suy nghĩ của hắn, lên tiếng nhắc nhở. Hãy nhớ ngươi đến đây để tìm kiếm cơ duyên, không phải để đánh nhau giết người. Diệp Huyên cười khẽ, ta nào muốn đi gây sự với họ, chỉ sợ họ nhìn thấy ta sẽ lao vào ẩu đả thôi, cô cũng biết xích mích giữa Thương Lan và Thương Mộc mà. Cửu công chúa gật gù, đến lúc đó hãy nói. Bỗng nàng như sực nhớ gì đó, ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên, nếu ta nhớ không lầm thì ngươi là kiếm tu. Diệp Huyên gật đầu. Cửu công chúa trầm tư một hồi lâu mới mở miệng, đừng tùy tiện để lộ thân phận này. Vì sao? Diệp Huyên khó hiểu. Cửu công chúa thấp giọng đáp, chủ nhân của động phủ này, kiếm chủ thương giới, cũng là một vị kiếm tu. Kiếm tu khi đến đây tất nhiên sẽ có được chút ưu thế, nếu để lộ ra thì có thể sẽ bị người khác đưa vào tầm ngắm. Nàng liếc về bên phải, cơ duyên ở đây là để cướp chứ không phải để tìm. Ai cướp được thì là của người ấy. Diệp Huyên. Sau đó, cửu công chúa lấy ra hai viên đan dược màu xanh, bắn một viên về phía Diệp Huyên, đan tị độc, để phòng vạn nhất. Diệp Huyên nhận lấy rồi nuốt xuống ngay tắp lử, khiến cửu công chúa không khỏi tò mò, ngươi tin ta vậy sao? Diệp Huyên khẽ đáp, ta tin nàng ấy. An Lan Tú. Nếu cửu công chúa là bạn thân của An Lan Tú thì nàng tuyệt đối là người hắn có thể tin cậy. Cửu công chúa nhìn hắn, ngươi thích nàng ấy à? Diệp Huyên. Đối mặt với sự im lặng của hắn, nàng không truy hỏi nữa mà nuốt viên đan dược còn lại xuống, cố gắng lên nhé. Diệp Huyên mở miệng định đáp lại thì nghe có tiếng bước chân từ nơi xa vọng đến. Hai người đồng loạt nhìn sang, thấy một người thanh niên khoảng 20 mấy tuổi, vóc dáng cao to, râu ria xồm xoàm đang đi đến. Nhận ra người này mặc trang phục đường quốc,
Diệp Huyên không khỏi cau mày. Người thanh niên kia thấy Diệp Huyên và cửu công chúa thì cũng ngẩn ra, hẳn là cũng đi bậy bạ mới đến được đây. Hắn ta toan rời đi thì nhác thấy cửu công chúa, đôi mắt chợt híp lại, Khương Quốc. Cửu công chúa thờ ơ lạnh nhạt, tựa mình vào thân cây. Người thanh niên chăm chú nhìn nàng một hồi, khóe miệng nhếch lên đầy tục tằng, ta thích ngủ với đàn bà Khương Quốc lắm, chơi vui gì đâu. Ngươi! Diệp Huyên đang ngồi dưới đất bỗng bật dậy, vồ về phía hắn ta như một con báo săn phẫn nộ. Gã thanh niên biến sắc, không kịp tránh né, chỉ còn cách vội vã vung nắm đấm. Diệp Huyên cũng đáp trả bằng quyền băng, không chỉ có chiến ý mà còn kèm theo uy áp của lực đấm. Hai quả đấm nện vào nhau. Quỳnh! Rắc! Cánh tay người thanh niên biến dạng, gập gãy thành hình thù quái dị, cả người hắn ta bị đẩy văng ra xa. Diệp Huyên vẫn không buông tha, tiếp tục lao tới. Một khắc sau, hắn xách người thanh niên đang không ngừng rên rỉ đến trước mặt cửu công chúa, tống một đạp vào người hắn ta, xin lỗi mau. Cửu công chúa nhìn hắn, xin lỗi gì? Rồi không đợi hắn trả lời, loan đao bên hông nàng ta đã rời vỏ, lưỡi đao rạch vào cổ người thanh niên. Xoẹt! Đầu mình hai ngả. Cửu công chúa thu đao về, cầm thủ cấp đang không ngừng nhỏ máu kia lên, nói, ngươi còn chưa đủ tàn nhẫn, nhìn mà học hỏi. Tên này hẳn là có đồng bạn, đi thôi, ta dẫn ngươi đi giết người. Diệp Huyên. Chương 105, nghiêm túc lên. Diệp Huyên ngơ ngác. Mình còn chưa đủ ác sao? Bình tĩnh xem xét lại, hắn cảm thấy mình đã đủ ác rồi. Đương nhiên dường như cửu công chúa trước mắt cũng là một nhân vật hung ác. Lúc này, cửu công chúa ở cách đó không xa đột nhiên dừng lại, nàng quay đầu nhìn Diệp Huyên còn ngơ ngác cái gì. Đi giết người thôi. Diệp Huyên. Cứ thế, Diệp Huyên đi theo cửu công chúa về phía xa. Nhưng trước khi đi, hắn lục soát thi thể của nam tử tuấn tú kia, lấy được mấy viên linh thạch thượng phẩm, cộng thêm phần hắn giữ lúc trước, bây giờ hắn có tổng cộng 15 viên linh thạch thượng phẩm, ngoài ra cũng có khoảng 100 kim tệ. Xem như một khoản không nhỏ. Dưới sự dẫn dắt của cửu công chúa, hai người đi tới một khe suối, Diệp Huyên gặp được hai người trong hốc núi. Đây là hai nam tử, nhìn cách ăn mặc thì đều là người Đường Quốc. Phong tục và cách ăn mặc của Đường Quốc và Khương Quốc vẫn có chút khác nhau, đặc biệt là khẩu âm có khác biệt rõ ràng. Lúc nhìn thấy cửu công chúa và Diệp Huyên, hai nam tử phía xa đầu tiên là ngẩn người, người của Khương Quốc. Sau đó, hai người nhìn về phía cái đầu máu chảy đầm đìa trong tay cửu công chúa. Lúc thấy cái đầu này, sắc mặt hai người lập tức trở nên lạnh lẽo. Mà đúng lúc này, cửu công chúa đột nhiên ném cái đầu lâu về phía một nam tử trong đó, sau đó, nàng ta lập tức bay ra ngoài tựa như một cơn gió. Tốc độ cực kỳ nhanh. Diệp Huyên hít mắt lại, thực lực của cửu công chúa này hoàn toàn vượt khỏi dự đoán của hắn. Hắn cũng không nghĩ nhiều nữa mà xông lên theo, vì một nam tử trong đó cũng muốn tấn công hắn. Khi đi tới trước mặt nam tử, Diệp Huyên không chút do dự đấm ra một quyền. Lực đấm. Diệp Huyên đấm ra một cú, mấy tảng đá xung quanh hắn lập tức vỡ nát. Lúc nhận ra sức mạnh trong nắm đấm của Diệp Huyên, nam tử phía đối diện thầm thấy hoảng sợ, gã không dám khinh thường, vội vã dừng lại, nửa ngồi nửa quỳ xuống, sau đó đột nhiên đan chéo hai tay. Rắc. Mặt đất dưới chân nam tử nứt ra, cùng lúc đó, hai ống tay áo của gã cũng nổ ra, mà lúc này, hai cánh tay của gã chợt biến thành màu vàng óng, cứng rắn như vàng. Lúc này, nắm đấm của Diệp Huyên đã đến. Ầm. Sau tiếng nổ vang, nam tử bị đánh lùi mấy trượng, Diệp Huyên cũng lùi về sau khoảng một trượng. Sau khi dừng lại, Diệp Huyên nhìn thoáng qua nắm đấm của mình, thấy nó đã đỏ ửng lên. Thấy cảnh này, đôi mắt sâu thẳm của Diệp Huyên híp lại, quả nhiên người đến không phải kẻ đơn giản. Đúng lúc này, nam tử đột nhiên sải bước. Đi thẳng đến trước mặt Diệp Huyên, vung hai tay muốn đánh hắn, hai tay đánh xuống, xung quanh lập tức vang lên tiếng không khí nổ tung. Sức mạnh vô cùng đáng sợ. Diệp Huyên chậm rãi siết chặt tay phải, chiến ý ngưng tú trên nắm đấm, đang định ra tay thì đúng lúc này, một tàn ảnh đột nhiên hiện lên trước mặt hắn, một giây sau, đầu của nam tử kia đã bay thẳng ra ngoài. Diệp Huyên ngạc nhiên nhìn nữ tử đứng trước mặt anh. Váy bạc, đao vàng. Chính là cửu công chúa kia. Chỉ với một giây, đầu óc Diệp Huyên thoáng trống rỗng. Cửu công chúa cất kim đao đi, nàng xoay người đi tới trước mặt Diệp Huyên, cứ nhìn hắn như thế, vì sao không sử dụng toàn lực. Diệp Huyên,
Cựu công chúa nhìn thẳng vào hắn, ngươi là kiếm tu, rõ ràng có thể sử dụng toàn lực giết gã trong khoảng thời gian ngắn nhất, vì sao phải giữ lại thực lực? Ngươi có biết ở nơi thế này, nếu ngươi không thể kết thúc trận chiến bằng tốc độ nhanh nhất, rất có thể sẽ dẫn đến nhiều kẻ thù hơn, sau đó bị nhiều người tấn công hơn không? Diệp Huyên im lặng. Cựu công chúa lại đi về phía trước một bước, đôi mắt nàng tựa như dao, giọng nói lại lạnh hơn một chút, nơi này không phải để ngươi đến rèn luyện, ở nơi này, không phải ngươi giết người khác thì sẽ là người khác giết ngươi. Diệp Huyên cười khổ, ta biết rồi. Cựu công chúa lạnh lùng nói, nghiêm túc một chút. Diệp Huyên nghiêm túc lặp lại, ta biết rồi. Cựu công chúa gật nhẹ đầu, đi theo ta. Diệp Huyên lại thu gom một chút chiến lợi phẩm, lấy được 5 viên linh thạch thượng phẩm và 50 kim tệ. Bây giờ hắn có tổng cộng 20 viên linh thạch thượng phẩm và 150 kim tệ. Diệp Huyên nhìn cái túi nhỏ bên hông cười ngây ngô, sau đó vội vã đi theo. Dưới sự dẫn đường của cựu công chúa, hai người đi đến một chỗ bí mật trong hang núi, cựu công chúa ngồi xếp bằng dưới đất, châm lên một đống lửa, sau đó, nàng lấy ra một con gà ra như làm ảo thuật, rồi bắt đầu nướng. Diệp Huyên nhìn mà trợn mắt há mồm, vì lúc bọn họ đến, trong tay cựu công chúa không có gì cả. Cựu công chúa nhìn thoáng qua Diệp Huyên, sao thế, tò mò à? Diệp Huyên vội gật đầu. Cựu công chúa khoe chiếc nhẫn trên ngón tay, nhẫn không gian, bên trong có không gian, có thể chứa một vài thứ, ngoài vật sống. Diệp Huyên chớp mắt, có thể cho ta xem thử không? Cựu công chúa cũng hào phóng búng tay, nhẫn không gian bay thẳng đến trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên quan sát tỉ mỉ nhẫn không gian một lúc, trong mắt đầy vẻ tò mò trong này có thể để bao nhiêu thứ. Cựu công chúa nhẹ giọng nói, rộng khoảng một căn phòng lớn. Diệp Huyên ngây người, sau đó hỏi, mua một cái cần bao nhiêu kim tệ? Cựu công chúa thản nhiên nhìn Diệp Huyên một cái, 500.000 kim tệ, có tiền cũng không mua được. 500.000. Diệp Huyên sửng sốt, sau đó hắn trả nhẫn lại cho cựu công chúa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 5.